Sáng quá. Người ta sẽ chia sẻ livestream về trang cá nhân. Chị Hà chưa quản chiều nay sương đi để mà vẫn mất em ạ. Hello chị Hà Trương, chị yêu ơi, chị đợi mấy em mấy hôm nữa nhá. Em sẽ sale sơ mi cho các bác một buổi nữa. Hoặc là ngay ngày mai đi. Để tí em bảo chị Ly ạ. Mọi người ạ, đúng không? Cuối tuần là em Tiên thường có cái hẹn với các chị là sale đúng không? Thì chiều ngày được vừa sale sơ mi xong. Bác Hà chưa thích sơ mi đúng không? Thế thì ngày mai bảo chị đi sale sơ mi tiếp cho chị nhá. Sơ mi xinh lắm. Thực ra là chiều nay em live sơ mi có đúng một tiếng thôi các bác ạ. Đấy, chiều nay em live sơ mi có đúng một tiếng thôi. Tại vì là cũng không có nhiều thời gian. Nếu mà các chị thích thì ngày mai em lại sale sơ mi cho mọi người. Đấy chị Hà Trương nhá. Còn bây giờ tối ngày hôm nay thì bây giờ các bác phải vào đây săn blazer với em. Đấy, săn blazer. Ngày hôm nay em thông báo cho các chị một tin vui, đó là gì? Blazer tối ngày hôm nay toàn hàng hiệu cho em Tiên là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là kiện này là kiện mới, bật kiện mới cho em đủ đa dạng các thể loại màu sắc cho em và hàng hiệu rất là nhiều. Tối nay có một bản Verdette ạ, là một bản của Burberry cho em Tiên nha. Và ngoài ra, Burberry này, Lillian cho em Tiên này là hai bản Verdette của tối ngày hôm nay. Ngoài ra soi thì nhiều vô kể cho em luôn. Mà soi ngày hôm nay đẹp lắm mọi người ạ. Soi rất đẹp nha, có cả màu khác ngoài màu đen nha các chị yêu. Bình thường là mọi người toàn săn hiệu nhà soi của nhà em Tiên là toàn màu đen đúng không? Ngày hôm nay có cả màu khác nha các chị yêu. Đấy, và quan trọng là gì? Em cần mọi người chủ động để lại số đo chiều cao cân nặng cho em Tiên. Hai cái này luôn đi đôi với nhau nha. Có số đo. Ok chị yêu, đợi em một tí cho em xin toàn khoảng 2 đến 3 phút đầu live em làm đủ đúng quy trình cho chị Ly đỡ mắng em. Là gì, đầu live em sẽ tư vấn về chế độ chốt đơn và chế độ bảo hành cho các bác này. Đấy, mọi người nhớ cho em nhớ để lại số đo chiều cao cân nặng. Hai cái này lúc nào cũng phải đi đôi với nhau. Có chiều cao thì phải có cân nặng và ngược lại cho em Tiên ạ. Và em cũng nói luôn, em tư vấn luôn về chế độ chốt đơn này cho những chị yêu nào là khách mới cũng như là khách cũ có thể nắm rõ được quy trình của nhà Viscalet nha. Nhà em ạ, nhà Viscalet sẽ chốt đơn cho những chị yêu nào có bình luận đầu tiên và ưu tiên chốt đơn cho các chị yêu nào có hiển thị logo người chia sẻ. Thế nên là ngay lúc này em Tiên mời những chị yêu nào đang coi live hãy chia sẻ giúp em Tiên cái livestream này ở chế độ công khai về trang cá nhân của mình, để lát nữa khi săn sale cùng với em Tiên này các chị sẽ được ưu tiên chốt đơn nha mọi người. Và những chị yêu nào là khách mới đặc biệt lưu ý cho em Tiên này, thứ nhất là phải chốt đơn đúng cú pháp, mã cách số điện thoại trên cùng một dòng cho em thì hệ thống nhà em mới có thể đọc được bình luận của mọi người. Cái đấy là một cái gọi là nếu như các bác không chốt đúng cú pháp này thì cái đấy gọi là một cái thiệt thòi cho mọi người nha. Và cái thứ hai là gì, ngay sau khi những chị yêu nào là khách mới nghe thấy tên của mình được chốt mã đầu tiên thì các chị phải nhanh tay cho em Tiên này thoát cái livestream này ra, nhắn tin cho nhà Viscalet cái mã mà mình vừa mới được đọc chốt để nhân viên nhà em các bạn ý hướng dẫn mình chuyển khoản 100% mã đầu này, xác minh rằng các chị không phải là nick ảo cho em. Và chỉ khi các bác chuyển khoản 100% mã đầu rồi thì các chị mới có thể quay lại cái live này và săn like tiếp cùng với em Tiên nhá chị yêu. Lưu ý thứ ba là sau khi cái livestream này của em Tiên kết thúc này, những chị yêu nào là khách mới có phát sinh đơn trong tối ngày hôm nay thì mọi người bắt buộc phải chuyển khoản 100% tất cả các mã mà các chị đã được chốt ạ, để hệ thống nhà em có thể ghi nhận đơn của mình này, ghi nhận thông tin của các chị này. Và sau khi hệ thống nhà em đã đi đơn của các chị rồi, đi đơn đầu tiên rồi này, có thông tin của mọi người rồi này, thì những ca live tiếp theo như là ngày mai, ngày kia, ngày kia các chị chốt cho em Tiên thoải mái mã nha. Và sẽ được ship code nha mọi người. Sẽ chỉ hơi gọi là lằng nhằng khúc mắc lúc đầu thôi, để coi như là chúng ta làm quen với nhau đúng không? Còn những lần sau mọi người sẽ rất là thoải mái chốt cho em và sẽ rất là dễ dàng thôi mọi người ạ. Em cũng nói luôn về chế độ bảo hành của nhà Viscalet ạ. Ok chị yêu, em cảm ơn chị yêu nha. Tối ngày nay bác mời bác tiếp tục lại săn live với em tiếp này. Em cũng nói luôn chế độ bảo hành của nhà Viscalet để cho những chị yêu nào là khách mới cũng như khách cũ có thể gọi là cảm thấy yên tâm khi săn like cùng với em Tiên nhá. Nhà Viscalet sẽ bao lỗi một đổi một đối với các lỗi sờn, ố, rách cho em Tiên này. Tất cả sản phẩm tới tay các chị yêu này, nếu như các chị thấy không giống như những gì các chị đã chốt trên livestream đúng không ạ, thì nhà Viscalet lập tức thu hồi sản phẩm, sau đó hoàn tiền cho mọi người. Thậm chí nhà em sẵn sàng đền tiền cho mọi người để khẳng định uy tín của nhà Viscalet nha các chị yêu. Và lúc nào nhà Viscalet cũng luôn luôn cam kết với các chị rằng là gì, nhà em sẽ chỉ bán hàng hiệu Nhật này, hàng nội địa Nhật và hàng châu Âu bán tại Nhật cho em Tiên này.
có cả hàng Hàn nha mọi người, nhưng Nhật sẽ là chủ yếu cho em Tiên. Những loại hàng như hàng Hot Girl thiết kế, hàng Ninh Hiệp, hàng Quảng Châu, hàng may xưởng theo size số đại trà là những loại hàng mà nhà Viscalet sẽ không bao giờ cung cấp cho các chị yêu nha. Mọi người nhớ cho em Tiên ạ. Những loại hàng đó là những loại hàng không thuộc cùng phân khúc với nhà Viscalet đâu ạ. Thế nên các chị yêu hãy yên tâm rằng là ở đây sẽ không có hàng Quảng Châu, hàng Ninh Hiệp, hàng may xưởng hay hàng Hot Girl thiết kế nha các chị yêu. Mọi người nhớ cho em cái điều này. Và nhà em sẽ bán hàng cho các chị bằng một cái tâm nha mọi người. Bọn em rất là công tâm cho mọi người là cái nhất, là cái thứ hai là bằng cái tâm cho các chị để mọi người có thể gọi là yên tâm khi săn hàng với em này. Và những chị yêu nào ở tại Hà Nội này, em rất hoan nghênh các chị qua địa chỉ 366 đường Bạch Đằng, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để shopping cùng với em Tiên nhá. Tại đây thì nhà Viscalet có mở một cái store rất là to, y như là store của Zara vậy, để cho các chị tha hồ thỏa mãn shopping và thẩm cận chất tất cả những sản phẩm mà nhà Viscalet đang bán nha mọi người. Đó, còn tối ngày hôm nay em xin thông báo tiếp này, em nói lại một lần nữa này, ngày tối ngày hôm nay nhà Viscalet sẽ lên một kiện toàn siêu phẩm blazer hiệu Nhật cho em Tiên này. Và đặc biệt verdict của tối ngày hôm nay, thứ nhất, verdict là Burberry, một bản của Burberry cho em Tiên. Á hậu 2 là một bản của Lilian cho em Tiên. Ngoài ra rất nhiều bản siêu mẫu là họ nhà Soi cho em Tiên và những nhãn hiệu khác. Mọi người hãy chờ đón với em cùng tối ngày hôm nay nha. Em giơ demo cho các chị trước này. Ôi tôi chết, Burberry đâu? À đây, bản này của em ạ. Đây nhá các chị nhá, bản gọi là gì, verdict của tối ngày hôm nay đây ạ. Một bản của Burberry cho em nhá. Gì hả, cho chị xin một tờ giấy để chị lau cam. Bản này của em là một bản của Burberry này. Các bác nhìn cho em này. Đấy, cổ V nhọn cho em nha. Cái này rất là đẹp. Thì em hẹn các chị vào đúng 10 giờ tối nha các chị yêu. 10 giờ tối, 10 giờ khoảng một, hơn một tiếng nữa em sẽ lên bản này nha mọi người. Em sẽ không lên từ bây giờ đâu, mà em sẽ chỉ demo cho các chị thôi. Đấy, ngoài ra thì mọi người nhìn giúp em Tiên đằng sau em là những bản siêu phẩm sẽ rất là đẹp. Các bác nhìn cho em này, đủ có thể loại màu sắc và chủng loại cho em, kiểu dáng màu sắc cho em nha. Những chị yêu nào thích lên bảo gì thì bảo em Tiên ạ. Còn bây giờ thì không để các chị... Là của lông của chị chưa nhận được bài tiên. À, chị Trương ơi. Chị Trương ơi, tại vì đơn của mình em trước là bị chia nhầm tỉnh khác nhá. Bên em đang báo quay đầu để báo quay đầu đang về biêu cục tỉnh mình rồi ạ. Chị Trương ơi, cái đơn của chị bị mặc gặp một cái vấn đề là nó bị bay qua tỉnh khác, nó bị nhầm bay qua tỉnh khác thì bọn em đã cho quay đầu rồi. Đã cho quay đầu về lại cái đúng cái tỉnh của chị rồi thì chị đợi khoảng tầm 2 ngày, em nghĩ chắc là 2 ngày thôi. Chị sẽ nhận được nhá. Chị thông cảm đợi giúp em Tiên nha. Tại vì là hàng hóa nhiều quá các bạn ấy bị nhầm mọi người ạ. Đấy, thôi bây giờ nhá, không nói nhiều nữa, không dài dòng nữa, không để cho các chị yêu của em đợi lâu nữa. Em Tiên sẽ lên mẫu luôn nhá mọi người nhá. Đấy, bây giờ các bác muốn lên màu gì này, kiểu dáng màu sắc ra làm sao, nhớ để lại bình luận để em Tiên biết đường này. Em ơi, tao mọi người vào chưa. Hello chị Hà Trương, chị Thùy Phùng My này, chị Trang Trần ạ, chị Lily, chị Ly Nguyễn này, chị Vân Trần này, chị Bùi Dung này, chị Hà Chi này. Em chào tất cả các chị yêu của em nhá. Mọi người ơi, muốn lên mẫu gì nhớ bảo em Tiên ạ. Đấy, ngày hôm nay em đổi phong thủy một chút. Em sẽ mặc một cái áo blazer, à nhầm, áo bra ở bên trong màu trắng, đổi phong thủy để cho các chị nhìn đẹp hơn. Bản này của em Tiên, em lên luôn bản đầu tiên ạ. À từ từ các bác đợi em một tí ạ. Em ơi, cái túi vòng đâu nhở? Túi vòng cổ ấy. À đây, các chị đợi em một tí nhá. Em thêm tí phụ kiện vòng vèo cái cho nó đẹp đẽ ạ. Các bác cứ chấm bài cho em đi ạ. Các chị yêu nào đang coi like thì chấm lên bài cho em nha. À, gì nhở, lăn lên đeo đeo chỉ tay móng tay dài. Chị bảo anh bảo lên dáng dài rộng nhé Tiên. Ok chị yêu, chị bảo anh ơi, chị bao nhiêu cân nhở? Em gọi để chị Đặng Lan Anh chấm bài ạ. À. Hello chị Đặng Lan Anh này, chị Ngọc Linh ạ. À. Chị Trà My ạ. À. Hello tất cả các chị yêu nhá, muốn lên mẫu gì bảo em Tiên đi ạ. À, chị gì vừa bảo nhá, chị bảo anh à? Chị bảo anh nặng bao nhiêu cân để em tìm cho cái chị mà bảo lên mẫu dài ấy, dáng dài ấy. Bản đầu tiên em Tiên đang mặc nhá, cái này của em sẽ là cổ tròn. Chị Tracy ở cái video của chị. Hello Tracy, yêu dấu của em, hôm nay chưa thấy bác Nico nữa nhở. Bản này của em Tiên ạ. Thôi chết rồi, đây các chị đợi em để em đây. Em lên bản đầu tiên nha, bản này của em màu sắc rất là đẹp. Cái này các bác nhìn họa tiết cho em để này. Họa tiết cực kỳ đẹp luôn, đúng kiểu theo thiên hướng vintage cho em Tiên nha. Em này một bản cổ tròn ạ, dáng Âu cho em nhá. 46, 48 này tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân nha. Màu rất là đẹp các bác thấy không? Này, rổ A, rổ ôi các bạn ơi, cái này chất Lion hiệu. Bản này của em Tiên là một bản chất Lion hiệu nhá. Mọi người săn cho em đi ạ. Em này sẽ có giá là 350k mã 171 cho em nhá. Đấy, 350k mã 171 cho em. Để mà nói về họa tiết và màu sắc của những bản hàng hiệu Nhật cho em Tiên này, thì em tự tin nói với các chị rằng là gì, một khi các chị đã
cầm trên tay và sở hữu một bản blazer hàng hiệu Nhật của nhà Viscarlet thì nó sẽ là độc nhất vô nhị cho em Tiên. Các chị mặc ra ngoài đường sẽ không có cái thứ hai nha mọi người. Em tự tin nói với các chị luôn như thế. Một khi các chị đã sở hữu những bản blazer tại nhà Viscarlet ạ, thì đó sẽ là độc nhất vô nhị, không có bản thứ hai mặc ra đường nha. Đấy, các chị chốt lẹ, chốt nhanh cho em. Em này có giá là 350k, mã 171 này. Ngoài ra mọi người muốn lên mẫu gì bảo em nhá, hôm nay có rất nhiều màu. Các bác đội em hơi lề mề một chút, tại vì hôm nay móng tay em dài quá, em cởi khuy hơi khó. Em lên tiếp này, em lên tiếp một bản màu 171 thì Nguyễn Thùy Vân ạ, chị Hồ Lan Duyên Sợi, Phan Minh Trang sau ạ. Mọi người vẫn có thích cộc tay không? Em lên một bản cộc tay nhá. Chị Trê Sĩ ở lên xe sơ lưng em, cái lưng thứ hai bên phải luôn nhé. Ok chị yêu nhá, hôm nay nhá, cộc tay chất lay lực hiệu hơi bị nhiều luôn. Em lên một bản này. Cái này của em Tiên là một bản cộc tay vạt đắp xéo này. Bên trong có cầu dựng vai nha các chị yêu. Bản này của em bên trong có cầu dựng vai này. Rồi ôi các bác ơi, chưa đeo beo và nó đã đẹp như thế này cho em. Đấy, em này từ 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này. 46-48 tối đa cho em là 58 cân nhá này. Các bác nhìn cho em cái cổ này, cận chất cho em này, bên trong có cầu dựng vai nha, màu be cực kỳ xinh luôn. Em này sẽ có giá cho em Tiên là 300k mã 144. Đấy, 300k mã 144 bản em đang mặc nha. Eo ơi xinh quá mọi người ạ. Cái này đẹp lắm. Màu be. Chị Hà Phương bảo có cộc tay màu đen không Tiên? Có nhá, có cộc tay đen luôn. Ok, chị yêu đợi em tí để em lên. Nào, lên màu xanh cho bác JC. JC ơi, cái xanh này rất là đẹp nhá. Cái xanh này nhá. Thật ra là em hôm nay em đã định lấy rồi. Nhưng mà thôi, thật sự chị lương tâm cắn rứt quá chị Ly, chị cứ gạt em mà. Tao lại mày, blazer hôm nay đẹp quá, mày để cho các chị săn cho tao, mày đừng có lấy nữa. Rồi ôi, chị mắng xa xả vào mặt em. 144 đấy chị Hà Trương ạ, chị Thùy Phùng My sau mất rồi ạ. Bản này cho em nha, rồi ôi cái này đẹp quá, các bác nhìn cho em này. Từ chất liệu vải màu sắc cho em này, không có gì để chê luôn. Bản này bên trong có cầu dựng vai, màu xanh coban nha các bác, nhanh nha các bác. Em này từ 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân này. Đấy, 46-48 tối đa cho em là 58 cân bản này. Em này sẽ có giá cho em Tiên là 350k mã 95 nha mọi người. Đấy, 350k mã 95 bản em đang mặc này. Eo xinh quá cô, thật sự với các chị luôn. Blazer hôm nay các chị nào mà bỏ lỡ cái like ngày hôm nay ý, thì thật sự là quá đáng tiếc. Chị Khánh Phương ô em ơi, chị xem con cam phía sau với. Cam phía sau, ok chị yêu nhá. Đây, từ từ em nói nốt. Bản này cho em này, mã 95 chị yêu nào chốt cho em đi. Tay phồng luôn nhá, có cầu dựng vai. Ôi này, chính ra cái áo bra này màu trắng mặc lên like đẹp, đẹp ơi là đẹp ý. Màu cam à? À, chị yêu ơi, cái này không phải màu cam nhá. Cái này của em Tiên nó là màu đỏ hồng ạ. Bản này rất là đẹp này. Em sẽ sâu cận chất cho các bác xem. Cái này của em nhá, nó là một bản có 102, chưa bao giờ xuất hiện tại nhà Viscarlet. 95 em chị JC võ ạ, chị Trà My sao, chị Hà Trương xong hết rồi ạ. Bản này của em Tiên nha, nó sẽ là cổ V cao này. Em Tiên luôn nói với các chị như thế nào, cổ V cao là những cái bản mà tạo cho các chị thân hình đồng hồ cát nha. Hiệu ứng thân hình đồng hồ cát cho em. Các bác cứ mặc những cái bản cổ V cao này thì cái bản phần gì nhỉ, phần eo các chị sẽ tự hiện ra cho em. Đấy, nó là như thế. Bản này của em màu hồng, màu đỏ hồng này. Các chị nhìn kỹ cho em này. Gì nhỉ, vải nó sẽ có cái đường gọi là đường cái này là đường kiểu đường xước vải ấy mọi người. Nó là cái gì nhỉ, nó là họa tiết ạ. Họa, đây này, cái họa tiết kiểu sờn sờn xước xước nha. Em này của em từ màu khác ạ. Đây rồi, em sẽ lên bản này trước. Em này từ 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân nhá các chị nhá. 46-48 tối đa cho em là 58 cân bản này. Em này sẽ có giá cho em Tiên là 350k mã 175. Một bản màu đỏ hồng rất là đẹp. 46-48 tối đa cho em là 58 cân. Đấy, 350k mã 175 cho em Tiên nha. Về các chị tự cài khuy cho em hết nhá. Em sẽ chỉ cài hai khuy tượng trưng thôi, cho là đỡ lâu mọi người ạ. Em lên tiếp này. Em lên tiếp một bản màu xanh nữa cho JC nhá. Chị nào mà bảo lên màu cam ấy, nó ở đâu đấy? Ở đây là trên này toàn màu vàng đấy chị ạ. Màu cam ở đâu nhở? Chị Khánh Phương Ngô đúng không? Bản này của em này, JC ơi, cái này cũng rất là đẹp nha. Em này màu xanh ạ. Từ 46, rồi ôi, nếu mà có bác Miko nữa thì... 175 chị Hà Trương. Bản này của em nhá, 46-48 tối đa cho em Tiên là 60 cân mặc vừa. Đấy, 48 tối đa cho em là 60 cân. Các chị nhìn cho em này, màu này, đẹp không? Thề với các chị luôn,
nó nét từng đường kim mũi chỉ, từng cái màu sắc này đến kiểu dáng cho em Tiên nhá. Bên trong có cầu dựng vai cho em bản này, 48 tối đa cho em là 60 cân nha các chị yêu. Em này sẽ có giá cho em là, ô cái này là 2250 hay 350 đây? Em này có giá cho em Tiên là 350k mã 182 nha. Ta biết con nào biết chữ xấu rồi nhá. Là anh nhá. 350k mã 182 bản này cho em. Đấy, eo ơi cái màu này đẹp. Màu này rất là nổi mọi người ạ. Chị Đặng Lai bảo có trắng không em? Có trắng chị ơi, có trắng. Đây này có bản trắng ngay sau lưng em. Các bác ơi cái này rất đẹp. Khoác thôi đã đẹp rồi. Màu nó nổi, em luôn nói với các chị đấy. Đã mua, đã sở hữu một bản blazer nhà em Tiên thì sẽ là độc nhất vô nhị với các chị. Đi ra ngoài đường không có cái thứ hai nha các chị yêu. Đấy nên mọi người phải tranh thủ cho em. Em lên luôn bản màu trắng này nhá. Em lên luôn bản màu trắng ạ. Cái này nó sẽ là trắng kem nha mọi người. Úi dồi ôi, cái này đẹp quá mọi người. Dáng Âu cho em. Bản này dáng Âu nhá. Đây ạ, dáng Âu ạ. 182 Hệ Hà Trương ạ. Chị Hồ Phương Nhung sau, chị Chelsea sau hết rồi ạ. Dồi ôi, không động thì thôi. Mà động vào thì lại đẹp như thế này. Có chấp nhận được không hả các chị yêu? Trời ơi, chị Chelsea trưởng cái bản xanh này. À, thế thì em còn xanh nào nữa chốt cho Chelsea. Chelsea ơi, cứ từ từ không sao đâu, vẫn còn nhiều bản đẹp lắm. Bản này của em nhá, em xin phép sẽ không đeo beo để cho các chị nhìn rõ được cái dáng của nó nha. Em này của em này các bác nhìn này. Rồi ôi, cổ ve khuyết cho em, chỗ này có ren này, có ren đắp ren ở đây cho em nha. Bản này từ 46 48 này, tối đa cho em Tiên là 58 cân nha các chị yêu. Con này đẹp quá luôn các chị ạ, màu trắng kem cho em Tiên này, dáng Âu nha. Lạ nhở, dáng Âu cho em ạ. Em này bên trong có cầu vai này. 350k mã 169 cho em nhá. Đấy, 350k mã 169 bản em Tiên đang mặc này, yêu đẹp quá mọi người ơi, đẹp dã man luôn. Thật sự để mà nói này, khoác thôi cũng đã đẹp rồi. Bác nào mà sở hữu được em này thì em xin chúc mừng. Đấy, xin chúc mừng các chị nhá. Mà đây các bác cho nhìn cho em đây, một bản hàng hiệu nhá. Đây này, tang của nó hình lục giác cho em. Đấy, một bản hàng hiệu mọi người ạ. Em lên tiếp nhá. Lên tiếp một bản của CC Lần cho em này. Rồi ôi, từ từ các bác đợi em một chút, đợi em mấy giây. 169 Huyền Nguyễn Thủy Vân ạ. Chị Huế Nguyễn sau, chị Mami Cô Chị sợi, chị Tracy sau mất rồi ạ. Các chị cứ từ từ, vẫn còn rất nhiều bản hàng hiệu mọi đợi mọi người. Chị Tracy bảo cái nâu thứ hai bên phải. Nâu thứ hai bên phải ạ, à, bên phải em. À, chị bảo có tím không kia thôi. Tím à, có tím. Có tím nhá, chị đợi em để em tìm cho. Bản này của em này, một bản của Sicilin nha mọi người. Một bản của Sicilin cho em ạ. Em này sẽ là màu, cái này là màu đen ạ. Ui dồi ôi, các chị nhìn cho em cái vai của nó đi, dã man chưa. Bản này rất đẹp nha. Em này tay lửng cho em này. Bên dưới của nó là vạt dáng Âu cho em nha. Bản này của em Tiên từ 46-48 này, tối đa cho em là 58 cân. Các chị nhìn cho em cái vai này. Cái vai này của nó rất là chảnh nha mọi người. Cái vai này của nó này, cầu dựng vai cho em Tiên và ly nhấn phồng cho em này. Vai cực kỳ chảnh nha. Đấy, bản này của em Tiên 46-48, tối đa cho em là 58 cân. Một bản màu đen, đẹp nhở. 300k mã 93 cho em. Một bản của Sicilin nha các chị yêu. Một bản hàng hiệu Pháp bán tại Nhật cho em ạ. Đấy, cái gì 300k thôi. Không biết chị Ly có để nhầm giá không. Trời ơi, 300k mã 93 bản này cho em đẹp quá mọi người ạ. Đấy, dù có nhầm giá hay đúng giá thì các chị cũng phải tranh thủ đi. Rồi ôi, sau khi kết thúc live này là không còn đâu mọi người ạ, không còn đâu. Cái này đẹp quá. Nào, lên cái này cho bác Chelsea. Chelsea ơi, cái này rất là đẹp nhá. Cái này của em nói luôn này. Chỗ này ạ, nó là da lộn mỏng cho em. Nó là chất liệu da lộn mỏng cho em Tiên nhá mọi người nhá. Đây, các bác nhìn cho em đi. Da lộn nhưng màu sắc của nó vẫn rất là sắc nét. Và từng cái gọi là gì nhở, cái họa tiết của nó nhá mọi người nhá, sắc nét từng họa tiết cho em. Bản này rất là sang ạ. Màu này lạ và sang cho em theo đúng kiểu hướng vintage cho em ạ. 93 Nhị Hà Trương ạ. Bản này của em Tiên nhá, một bản đúng phong cách vintage cho em này. 46 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân nhá các chị yêu. Đấy, 46 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này. Em này sẽ có giá cho em là 350k mã 134 nha các chị yêu. Eo cái này đẹp quá, mọi người nhìn cho em này, họa tiết này như một bức tranh luôn các chị ạ. Đấy, mà những cái bản mà họa tiết mà như một bức tranh đối với dòng áo sơ mi của nhà Viscarlet thì sẽ được gọi là siêu phẩm. Đấy, bản này cho em nha, 350k mã 134.
350k mã 134 cho em. Chúc mừng chị yêu nào mà chốt được bản này. Cái này lạ lắm mọi người ạ, độc lạ cho em. Làm gì ngoài thị trường mà bán được những cái bản này đâu, đúng không mọi người? Không hề có đâu ạ. Nào bác ấy hỏi tím nguyên là chị thích tím đậm hay là tím như nào? Em có một cái bản này màu tím bầm. 134 thì Chelsea Võ ạ, chị Huli Trần Sợ Đặng Lan xong hết rồi ạ. Cái này của em là màu tím bầm này, và em cũng nói cho các bác lưu ý một cái để cho các chị săn hàng hiệu có thể biết được này. Cái này của em nhá, ví dụ đây là tên nhãn hiệu của người ta đúng không ạ? Nhưng bên dưới nó sẽ có một cái tờ màu nó như này. Có một cái tang màu như thế này cho em này. Thì em xin nói luôn là những cái bản gọi là local brand của Nhật Bản này, và những loại hàng thiết kế bán nội địa Nhật cho em Tiên, thì nó sẽ có những cái gọi là tang màu ký hiệu như là màu xanh này, màu vàng, màu đỏ này, màu cam cho em nha. Thì các bác nhìn ngay các bác sẽ biết ngay này, à đây sẽ là một những cái bản hàng thiết kế bán tại Nhật thôi nha mọi người. Đấy, và những cái bản đó thì cũng như là hàng thiết kế của Việt Nam mình ý, những cái bản áo hay là bản váy thiết kế Việt Nam đã có gọi là tiền triệu rồi, thì những cái này nó sẽ là có giá chục triệu trở lên cho em Tiên nhá. Đấy, bản này của em ạ, một bản màu tím cho em này. Những thứ mà em Tiên nói, em chia sẻ cho các chị đều như từ những cái kiến thức thực tế. Chị Ly hướng dẫn cho em, chị Ly chỉ cho em vào những kiến thức thực tế em biết được, em chia sẻ cho các chị để cho các chị biết được rằng là các chị đang săn cái gì, đang mua cái gì, chứ không phải là hàng Quảng Châu. Mọi người nhớ cho em Tiên nha, những loại hàng đó nó sẽ không thuộc cùng phân khúc với nhà em đâu ạ. Em lên một bản màu tím này rất là xinh ạ, một bản hàng thiết kế của Nhật này. Em này từ 46-48 này, dáng dài trùm mông cho em đây này, 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Màu này rất là sang nha các chị yêu, dáng dài trùm mông cho em và 4 khuy cài chéo cho em Tiên bản này. Em này sẽ có giá cho em Tiên là 300k mã 132 nhá chị yêu. Màu tím cho em ạ, 300k mã 132 cho em, kiểu màu tím cà ấy mọi người. Tím quả cà ấy mọi người. Đấy, quả cà tím ấy. Đấy. Màu này bên ngoài đẹp hơn mọi người ạ. Đấy, 300k mã 132. Bây giờ các bác thích lên màu gì nữa nào? Thích lên màu gì nữa bảo em. Em lên nó xem nào. Em lên một bản soi nhá. Bản này của em này là một bản soi Printem nhá mọi người nhá. Một bản họ nhà soi cho em nói nhanh cho những chị yêu nào chưa biết họ nhà soi này. Những bản họ nhà soi cho em ạ, những bản nhãn hiệu hàng soi này là một trong những nhãn hàng nổi tiếng được xuất hiện trong tuần lễ thời trang Paris thế giới cho em. Soi là một nhãn hiệu được xuất hiện trong tuần lễ thời trang Paris thế giới, và một bản mua mới của nó sẽ có giá rẻ nhất là từ 12 đến 15 triệu cho em Tiên nha. 12 đến 15 triệu cho em ạ. Còn 32 chị Hà chưa? Còn bản này tại nhà V Scarlett bán với giá bao nhiêu thì em sẽ bật mí cho các chị ngay bây giờ. Bản này của em, một bản họ nhà soi này, cổ ve khuyết nha các chị yêu. Bản này của em từ 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân nhá. 46-48 tối đa cho em là 58 cân bản này, 350k mã 96. Đấy, 350k mã 96 cho em Tiên nha. Thật sự để mà nói các bác nhá, dạo gần đây em Tiên không mua hàng Quảng Châu luôn, cũng không mua hàng hot girl thiết kế hay như nào, em chỉ đóng đồ hàng hàng hai em nhà em thôi. Em chỉ đóng đúng đồ hàng hai em nhà V Scarlett mọi người ạ. Đấy, một bản họ nhà soi cho em, các bác chốt cho em đi ạ. Em lên tiếp một bản màu trắng này. Cái này màu trắng cho em Tiên nhá, màu trắng ạ. Rồi ôi các bác nhìn cho em nha, bản này của em rất là điệu ạ. Em này của em các bác nhìn cho em này. Cổ này, cổ sẽ dập laser cho em Tiên là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Vai nhấn ly phồng cho em nhá. Eo xinh quá. Bản này từ 40... Ôi kìa Lan Anh không đóng cửa à. Bản này cho em ạ, 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân em này nhá. 46-48 tối đa cho em là 58 cân này các chị yêu này. Em này sẽ có giá cho em là 280k mã 170. Rồi ôi 280. Đẹp như thế này không hiểu chị Ly bị làm sao đây. 280k mã 170 cho em nhá. Đẹp quá mọi người ơi. Eo ơi xuất sắc này. Không thể nào nói lên được. Ngoài cùng bên trái. Đẹp nhở. Trông à, cái này không phải ghi các bác ơi, cái này là rêu nhá. Nào để lên rêu. Bản này của em Tiên nhá, một bản màu rêu này. Ôi cái này đẹp quá. Cái này của em dáng kiểu dáng men square rộng cho em Tiên nhá. Đây, chị yêu nào tìm dáng dài trùm mông đây ạ. Bản này dành cho những chị yêu thích dáng dài trùm mông ạ. Em này của em một bản màu rêu sáng,
48 tối đa cho em là 62 cân bản này nhá. Đấy, 48 tối đa cho em Tiên là 62 cân bản này nha. Rêu, cái này màu rêu nhạt cho em. Hello bác Mami Cô Trinh. Em này có giá là 300k mã 88 cho em ạ. Đấy, 300k mã 88 bản này cho em. Cổ ve khuyết này. Đấy, bên trong có cầu vai cho em. Cái này xinh quá. 48 tối đa cho em là 62 cân. Mã 88. Mã 88 300k nhá chị yêu. Mã 88 300k cho em ạ. Trời ơi. Em lên tiếp ạ. Cái này của em ạ. Trời ơi, cái này chắc gọi tên JC rồi. Không biết chị JC có thích màu này không? JC ạ, cái vàng nâu cái thứ 3 bên phải em. Vàng nâu thứ 3 bên phải. Ok, chị JC cái đấy cũng đẹp đấy. Đợi em tí em lên cái này trước. JC có thích không này? Bản này của em nhá. Cái này đẹp quá. Họa tiết Hoàng Yến nha mọi người. Bản này của em Tiên họa tiết Hoàng Yến nhá các chị nhá. Đây, một bản họa tiết Hoàng Yến cho em đẹp quá. Tông màu hơi tím tím một chút này. Cổ V thoáng nha các bác. Em này này, bên trong có cầu dựng vai và vai nhấn ly phồng cho em. 48 tối đa cho em là 60 cân nhá chị yêu. 48 tối đa cho em là 60 cân. Bản này em này xinh quá. 350k mã 184 cho em nhá. Đấy, 350k này mã 184. Bản em Tiên đang mặc nha. Một bản này, họa tiết Hoàng Yến cho em. Rất đẹp luôn. Con này đẹp quá. Chết rồi, chị quên chưa mua nước. Chị Huyền lên cái áo trắng đằng sau đi bạn. Áo trắng đằng sau, ok chị yêu nhá. Đợi em để em lên này. Em lên bản này cho chị JC trước ạ. Em sẽ lên theo thứ tự nhá. Thứ tự yêu cầu của các bác. Bản này, JC ơi, cái này của em nó là nhung nhá. Cái này của em nó là nhung nhưng mà hơi bé. Cái này rất là sang này. Đâu nhỉ, để em xem cài khuy như nào đây. À đây 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 đây. Bản này của em Tiên là nhung ạ. Dáng của nó sẽ là dáng Âu nha mọi người. Một bản nhung dáng Âu cho em. 45 tối đa cho em Tiên là 56 cân nhá. Cái này hơi bé mọi người ạ. 45 tối đa cho em là 56, 57 cân đi. Đấy, em này rất xinh ạ. Một bản nhung cho em, các bác nhìn này, họa tiết của nó này. Dã man chưa. Đó, bản này cho em Tiên sẽ có giá là 400k mã 159 cho em nhá. Đấy, 400k mã 159 này. 45 tối đa cho em Tiên là 57 cân bản này. Biết ngay mà JC bảo thích cái đấy. Cái đấy đẹp lắm JC ạ. Chị, sang dã man. Chị Hà Trương xanh lục đi Tiên ơi. Xanh lục và xanh gì nhỉ? Xanh xanh lá cây hả chị? Xanh lục là xanh lá cây đúng không? Có xanh lá cây, có cả xanh bơ luôn. Xanh min các chị xinh lắm. Đây đợi em nhá, để em lên cái bản gì nhỉ? Màu trắng này cho chị nào vừa hỏi trước. Cái này của em là của họ nhà Soi nhá. Chị yêu nào hỏi bản màu trắng này của em này, họ nhà Soi, nó sẽ là Soi đôn chề cho em. 159 chị Hoa Diễn Phạm ạ. Hello chị Hoa Diễn Phạm ạ. Rồi ôi chị yêu ơi, vào đúng lúc quá chị Hoa ơi. Vào đúng lúc quá. Mọi người ơi, hôm nay em xin thông báo với các chị nhá. Bản này của em là một bản Soi mà từ hồi em làm tới giờ lần đầu tiên em thấy bản một bản họ nhà Soi mà có màu khác. Chị Hà Chiêu bảo xanh lá đấy đủ xem. Ok chị yêu, đây đợi em xem em lên. Bản này của em rất là đẹp, một bản họ nhà Soi, các bác nhìn họa tiết cho em này. Rồi ôi, nó thêu nổi cho em nhá, cực kỳ đẹp luôn. Em này từ 46 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Cái này phải đeo đai mới đẹp. 46 48 này, tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này nha các chị yêu. Em này sẽ có giá cho em là 350k mã 97. Một bản của họ nhà Soi màu trắng từ trước tới giờ em Tiên nhìn thấy. Đấy, 350k mã 97. Từ hồi em làm đến giờ em thấy mỗi họ nhà Soi màu đen. Nào lên tiếp màu xanh cho bác nào hỏi nhá. Xanh nếu mà xanh lá hẳn thì em không có đâu. À xanh lá hẳn đây này. Có cái à không, cái này không phải xanh lá. Em lên cái này đi. Cái này của em dáng Âu này mọi người này. Cái này nó cũng gọi là xanh lá nhưng mà cái này là xanh rêu. Cái này dáng Âu nha mọi người. Chị đây ạ. Anh bảo là nhũ cuối đi em. Cái gì cuối? Nhũ cuối. À nhũ cuối. Cái đấy là cũng là của Soi đấy, đợi em để em lên. Bản này của em Tiên nhá, một bản màu xanh rêu. Nó sẽ là từ 46 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân và em này là một bản dáng Âu cho em nhá. Dáng Âu này, các bạn nhìn bên dưới sơ vạt này. 97 Thụy An Trà Trần ạ. Bản này cho em Tiên sẽ có giá là 350k mã 127. Đấy, 350k mã 127 cho em này, cổ vé khuyết nha, bên trong có cầu dựng vai rất là đẹp. Màu này thì rõ ràng là rất đẹp rồi. Vạt đắp xéo cho em nữa mọi người ạ. Đấy, vạt đắp xéo đã ăn 10 điểm rồi. Nào lên cái này Soi ạ. Bản này của em ạ, họ nhà Soi tiếp này. Các bác nhìn cho em nha.
soi ạ. Em này là dáng khoác nha mọi người. Bản này của em là một bản dáng khoác kìa ơi. Sang quá mọi người ơi, đẹp quá. Các bác đợi em để em đeo đai. 127 chị Duyên Trần ạ. Dù ý chị Chay Si Võ ạ. Chị Duyên Trần ơi, vì mình là khách mới, mình vừa thoát ra khỏi like. Ý bức mã vừa được chốt để những việc cho mình chuyển khoản xác nhận mã đầu ạ. Chị Duyên Trần ơi, bây giờ chị nhanh chóng thoát ra khỏi cái live stream này cho em và nhắn tin cho nhà Vinscarlet cái mã mà chị vừa mới được nhân viên nhà em đọc chốt để các bạn ấy hướng dẫn mình chuyển khoản 100% mã đầu cho em nhá. Xác minh rằng chị không phải là nick ảo cho em. Sau khi chị hiểu chuyển khoản 100% mã đầu rồi thì chị mới có thể quay lại live để chốt tiếp với em Tiên này. Trong vòng từ 5 đến 10 phút mà chị không xác nhận thì em xin phép được hủy đơn của mình ạ. Bản này của em nha, một bản họ nhà soi. Các bác nhìn cho em cái cổ này. Chị Ly nhà em hay gọi đây là cổ bá tước. Cổ rất là sang đúng không? Em này từ 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. 46-48 tối đa cho em là 58 cân bản này. 350k mã 90. Đấy. Bản này cho em có giá là 350k mã 90 cho em nhá. Eo ơi xinh dã man này. Trông nó sang đấy mọi người ạ, sang mất người. Cái này cho em nói luôn các chị này, nó sẽ không có khuy, không có móc cài gì cả. Nó sẽ là dáng khoác như thế này. Chị yêu nào thích điệu, thích cầu kỳ thì đeo đai như ban nãy em Tiên đeo là được nhá. Các chị nhá. Đấy. Ôi cái đống này là để đây nhá, em lên tiếp này. Em lên tiếp một bản màu ghi ạ, cái này rất xinh ạ. Mọi người ơi đừng nhớ, à nhầm đừng quên cái hẹn 10 giờ của em lên bản Blueberry nhá. 10 giờ tối em Tiên sẽ lên một bản Blueberry ạ. 9 cơ chị Huli Trần ạ. Chị Chelsea bảo caro vàng lên sau em bên trái. Ok chị yêu nhá, đây đợi em tí. Bản này của em Tiên nó sẽ là gì nhờ? Cổ bẻ nhá mọi người nhá. Về các chị cài hết khuy cho em sẽ chỉ cài 2-3 cái khuy thôi. Bản này của em rất xinh, các bác nhìn cho em này. Nó bện ở đây nha. Nó bện ở đây cho em này. Đẹp không? Có dài mà, em vừa lên mấy bản dài đấy. Chị Diamond ơi, bây giờ chị Việt Thư mới vào à? Chị xem từ đầu like hay là gì đấy? Chị Duyên Trần bảo là inbox đồ chưa thấy ai tư vấn. Chị Duyên Trần ơi, mình nhắn tin mã vừa được chốt tôi em ạ. Em chưa thấy tin nhắn của mình đâu ạ. Chị Duyên Trần ơi, chị nhắn cho em cái mã mà chị vừa mới được chốt đi. Thì các bạn ấy mới check được ạ. Bản này cho em nhá, gì nhờ, gấu lơ vê này, gấu tay áo lơ vê cho em. 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này. Em này sẽ có giá cho em Tiên là 280k mã 195 nhá chị yêu. Đấy, 280k mã 195 bản em Tiên đang mặc ạ. Cái này xinh quá, màu kiểu màu ghi nha mọi người. Và cái chất của nó, à cái họa tiết của nó này. Đấy, các bác thấy không? Nó sẽ kiểu hơi gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Từ em quên mất rồi. Chị gì nhỉ? Chị Tracy bảo lên cái gì nhỉ? Chứ rồi Tracy ơi, Tracy bảo lên cái gì em quên xử mất rồi. Em lên này trước nhá. Cái này của em là một bản chất lai lượn hiệu ạ. Cái này màu xanh bơ cho em này, xanh min này. Xanh bơ hay gọi là xanh min này. Bản này của em chất lai lần hiệu nhá. Em này của em đáng ra là nó sẽ có giá cho em, đáng ra nó sẽ có giá là 400. Nhưng mà vì nó bị một cái vết bẩn ở tay, thế nên là em sẽ điêu giá xuống còn 280 thôi. Thế nên là chị yêu nào về chốt cho em này. Và cái này của em ép kiện bị vỡ mất một cái khuy, thì em sẽ bảo các bạn đi thay cho các bác một bộ khuy mới nhá. Này bị em kiện vỡ mất một cái khuy ạ. Em sẽ bảo các bạn đi thay cho mình ạ. Bản này của em Tiên chất lai lần hiệu này, và nó bị cái vết bẩn ở đây cho em. Đợi em tí để em... Chị nào? Dáng dài nhưng mà chị ơi, nhà em sẽ chỉ có dáng dài qua mông thôi nhá. Bóc của chị cái này ra với. Đây nhá mọi người nhá. Cái này của em này nó bị một cái vết bẩn ở đây này. Về các bác tự xử lý cho em nha. Tự giặt tự xử lý cho em bạn này. Thế nên là em sẽ deal giá từ 400, còn có 280k mã 194 cho em. 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này. Đấy, 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân, 280k mã 194 này. Chị Diamond Việt Thư ơi, nhà em sẽ có blazer dáng dài nhưng mà sẽ chỉ dài bằng cái váy này của em thôi. Nó sẽ là dài qua mông, nếu mà chị ưng thì để em lên mẫu cho mình nhá. Chị Ngọc Nguyễn bảo lên cùng mẹ nhỉ Tiên. Ok chị yêu nhá, hello chị Ngọc Nguyễn ạ. Chị Diamond Việt Thư để lại số đo chiều cao cân nặng cho em ạ. Sorry các bác là tại vì nãy em Tiên hơn. Dáng dài màu trắng không em? Dáng dài màu trắng thì không có. Trắng thực sự là rất là hiếm. Trắng mấy kiện trước các bác tha hồ săn cho em, nhưng đến kiện này thực sự là màu trắng là một cái thể loại màu là nó rất là than hiếm. Đấy. Than hiếm. Dáng suông ok chị yêu nhá. Đây em lên bản này trước này. À đây này, dáng dài đây này các chị ơi. Rồi ôi trời, cái này đẹp quá. Ôi rồi ôi các chị ơi, cái này đẹp quá. Rồi ôi đẹp nức nở đấy, đợi em tí. Đợi em Tiên để em Tiên cài áo đã nhá. Mọi người chuẩn bị cho em. Nhưng mà cái bản này size hơi to.
Bản này size hơi to cho em nhá. Chị đợi em để em cài quy đã. Cái này xinh quá. Mọi người ơi, bản này của em Tiên nhá, eo đẹp chưa? Cái này của em nó như là áo kiểu áo dạ luôn ấy. Nó dài như áo dạ không, nhưng mà nó, nhưng mà không phải. Cái này của em nó không phải là chất dày nhá, chất mỏng thôi. Đấy, cái này của em nơ ở cổ các bác có thể tháo rời được này. Bản này hơi to, từ 50 tối đa cho em Tiên là 63 cân bản này. Đấy, 50 tối đa cho em Tiên là 63 cân nhá chị yêu. Em này sẽ có giá cho em Tiên là 300k mã 177. 300k mã 177 cho em Tiên bản này nhá. Eo ơi, mọi người ơi, nhìn nó sang dã man ý. Nó sang mà nó điệu ý, chị yêu nào. Thích cái cổ này không? Em Tiên mê đắm cái cổ này luôn. Đẹp quá luôn, khuy của nó thì rất là đẹp nhá. Khuy đúc vừa bọc cho em. Cái này đẹp ơi là đẹp. 300k mã 177. Em vừa đọc cái gì đấy, em đọc lại chị nghe xem nào. Basic dáng suông, ok nhá, đây để em xem đã. Nào, lên cái màu này nhá. Có cái Lilian đâu nhở? Mọi người ơi, em lên bản này cho các chị nhá. Bản này của em mà rất đẹp ạ. Chị Bích Liên bảo hôm nay có hiệu không em? Có, trời ơi, chị Bích Liên ơi, 10 giờ em lên Burberry nhá. Em lên Burberry ạ, Bắp Giang Bơ và 10 giờ tối nha. Được, mọi người. Chị Hà chưa thì Thúy Vũ sau mất rồi ạ. Hôm nay có Lilian này, có Burberry này, có soi rất là nhiều. Có Zara các kiểu, mấy hiệu của Bình Dân cũng có. Bản này của em Tiên rất là đẹp này. Các bác nhìn cho em nha, em này thiên hướng vintage cho em. Họa tiết hoa vintage cho em, màu cũng vintage luôn. Em này từ 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân nhá các chị nhá. 46, 48 này tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này nhá. Chị yêu bên trong có cầu dựng vai. 350k mã 162 cho em này. Đấy, 350k mã 162 bản em đang mặc này, eo xinh quá mọi người ạ. Màu này rất là đẹp luôn, nó tây. Màu này nó tây mà nó nổi lắm ý mọi người ạ. Em lên một bản basic dáng dài này. Cái này của em Tiên sẽ là màu nâu dáng dài nhá. Thế rồi cái này cài, móng tay chị không cài khuy được cái này rồi. Bản này của em nhá, nó là một bản màu nâu dáng dài. Em này cổ V cao cho em 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Một bản màu nâu. 46, 48 này tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này. Em này sẽ có giá cho em là 250k mã 160. Đấy, 250k này, mã 160 cho em nhá. Ủa cái gì nó vừa nháy nháy đúng không? 250k mã 160 cho em bản này. 162 chị Đặng Lan Anh ạ. Mọi người ơi, em lên một bản của họ nhà soi này, nó là soi pale nhá. Soi pale lê cho em nha, soi pale lê. Đây này các bác nhìn, màu đen hơi loáng. Xám á, xám nặng nhở? À, ui dồi ôi, Chelsea ơi cái này đẹp lắm, đợi em. Bản này của em nha, các chị yêu này, mua bản này của em là mua một được hai. Cái thứ nhất là các bác mặc kiểu dáng này cho em này, cái cổ nó sẽ theo rồi các chị thấy không? Cái thứ hai là các chị tháo được cái cổ này ra cho em và mặc cổ ve khuyết ở bên trong nhá. Đấy, sẽ là mua một được hai. Em này là một em của gì nhỉ, họ nhà soi ạ. 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Cái này thực sự rất là đẹp. 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này. Đấy, em này xinh quá. 350k mã 94. Ủa cái này trùng mã sao nhỉ? 350k mã 94 bản này cho em nhá. Một bản của họ nhà soi. Đấy, họ nhà soi cho em nó sẽ là soi Pierre Le. Soi Pierre Le. Nào lên cái xám của đằng sau, cái này nó là trắng ạ. Trắng như đen ý ạ. Dáng dài đây mọi người ơi. Cái này của em nhá, nó sẽ là tuyết lẩy sợi mọi người ạ. Nhưng mà nó là mỏng lắm. Cái này tuyết lẩy sợi mỏng. Và nó rất là đẹp cho em luôn, nó sẽ là có móc cài nha các chị yêu. Bản này của em đây, cổ sang cực luôn. Mọi người nhìn cho em nha. Cái này là đính đá nhá các chị nhá. Nó sẽ là đá nó cườm nổi cho em này. Tuyết lẩy sợi này. Bản này từ 46, 48 tối đa cho em Tiên là 58 cân nhá chị yêu.
46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này, eo xinh quá. 94 chị Đặng, 94 chị Hà Trương ạ. Bản này cho em sẽ có giá là 250k mã 187. Đấy, 250k mã 187 cho em. Nó còn cái khuy cài dưới này nữa, các bác phải cài nốt cho em nhá. Đấy. Chị Trần một con mã đi bạn size S mình, size SM để mình chốt đơn. Ok chị yêu. Dũng Kinh bảo là lên phía sau dáng dài đi em. Họa tiết à? Bây giờ Julie Trần bảo like áo họa tiết đi em. Rồi thôi, các bác đòi họa tiết của em nhiều quá mà em sẽ chỉ có một vài bản họa tiết được thôi, lấy đâu ra cho các chị nhiều bây giờ. Làm gì còn họa tiết nhiều đâu. Đây nhá, để em tìm ạ. Rồi họa tiết à? 187 chị Hoa Diễm Phạm ạ. Đây lên thử một bản họa tiết như này nhá. Nếu mà họa tiết mà như đầu like, mấy bản đầu like thì hết rồi. Cái kìa, Nga Nga xem cho chị mấy cái họa tiết ở đầu kia xem nào. Cái màu sáng ấy. Đấy, cái trước mặt em luôn ấy. Mọi người đợi em nhá, để em bảo bạn đi lấy luôn. Bản này của em ạ. Bản này của em rất là lạ luôn nhá các chị nhá. Cái này xinh này, cái này dáng Âu ạ. Bản này của em nhá, gì nhỉ, cũng là một bản mua một được hai. Ôi tôi chết rồi, từ từ. Cái này của em nhá mọi người nhá, em xin bảo lỗi với mọi người luôn. Cái này đẹp quá, phải lỗi này, chán chưa. Cái này nhá, các chị ơi, mọi người có nhìn thấy của em không ạ? Nó bị như này này, nó bị cái sần vải như này này. Các bác có thấy không? Nó bị cái sần vải như này, nhưng mà thực sự là cái dáng này rất là đẹp. Cái cổ này các chị có thể tháo rời cho em nếu không thích này. Nhưng mà nó bị đúng cái sần vải như thế này. Về không biết là có khắc phục được không nhở? Không khắc phục được rồi. Cái này thực sự là chỉ có mặc ấy như vậy thôi ấy. Cái này đẹp quá này, nha nha. Bản này của em này dáng ra nó là 350. Nhưng mà em sẽ deal giá cho các chị nhá. Em sẽ deal giá nhẹ nhàng cho mọi người vậy. Em này dáng Âu cho em 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân. Rất tiếc là nó bị như thế này cho em. Thế nên là em sẽ deal giá nào. Cái này là 350 em deal xuống còn 250k mã 193 nhá. Đây nó bị cái này này. 250k mã 193 cho em bản này. Em deal giá nhẹ nhàng cho mọi người. 250k mã 193. Đấy, đáng ra nó là 350. Màu rất là đẹp. Cái gì cơ? Đen dáng dài ấy. Đen dáng dài. Em cho chị cứ hỏi, không thấy bác ý trả lời. Họ đây không phải dáng dài em ạ. Tại vì là dáng dài bây giờ các chị muốn nó dài như thế nào ấy chứ. Nhà em chỉ có dài qua mông, mấy giờ em lên mấy bản rồi mà. Để em lên bản đen dáng dài này vậy. Đây nhá các chị nhá, em lên một bản đen dáng dài. Cái này nó sẽ dài như váy luôn đây này. Cho mọi người ấy luôn, từ từ đợi em để em xem nó cài vào đâu đã. Chị đi đi bảo là cái nhân lên thì em. Ok chị yêu nha, bản này của em ạ. Bản này của em tiên này. Chất lai lượn hiệu này đẹp nhở. Hợp với chị em ạ, em không hợp nhưng chị hợp. Bản này của em này các bác nhìn chất. À không phải, không em xin lỗi, đây không phải chất lai lượn hiệu. Em xin lỗi các chị, đây không phải chất lai lượn hiệu. Bản này của em tiên ạ, cái này đẹp quá. Dáng dài đây các chị ơi, đâu rồi, dáng dài đâu hết rồi. Tập trung cho em nha, bản này ạ. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Bên trong có cầu dựng vai này, dáng dài cài và đắp xéo cho em. 46, 48 tối đa là 58, 60 cân nha. 300k mã 130. 300k này mã 130 cho em tiên bản này. Eo cái này đẹp quá. 300k mã 130 cho em nhá. Cái này rất là đẹp. Không bác nào lấy nữa thì thôi đấy. Sự đấy. Em là cái vế mặc. Mọi người ạ, em cứ mặc cái gì lên người là em sẽ hình dung luôn ra concept chụp ảnh trong đầu em rồi. Đấy cái này xinh quá. Cái này đúng đúng là đàn gu của chị luôn. Nào, Nhung à? Nhung đầu xào hay Nhung nào đấy? Lôi bác là bảo Nhung cái gì đấy? Em lên bản Nhung này. 130 chị Hồ Hằng ạ. Ôi, chết rồi cái này. Tay dài, móng tay dài không cài được quy. Bản này của em là một bản Nhung nha, các chị để ý cho em ạ. Cái cổ nó rất là sang này. Cổ của nó siêu sang cho em nhá. Mọi người đợi em một chút. Đây, khuy này. Các bác nhìn cho em về, các chị cài nốt khuy cho em nhá. Em cài có hai cái thôi. Cài cực lực hai cái thôi. Bản này chất liệu nhung cho em 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Bên trong lót lụa nhá các chị nhá. Bên trong lót lụa cho em này, em show cho các bác xem cái cổ này. Cổ của nó rất là đẹp luôn, các chị thấy không? Khuy này. Đó. Em này sẽ có giá là 350k mã 156. 350k này mã 156 cho em. Chất liệu nhung. Thực ra nhung này, các bác mặc không này thôi cho em. Không phải đeo đai, nhưng cái này rất là đẹp rồi. Các chị thấy không? Về cài hết khuy về cho em. Xinh dã man. Thế ai nhắn tin gì? Chị Ly à?
đây chị đi hết rồi. Bà chị Ly, chị đi đồng rồi đi. Bản này của em lên tiếp này. Một bản của Jane Moore cho em này. Bản này của Jane Moore cho em nhớ. Em cái này đẹp quá các bác ơi. Jane Moore này 156 chị Hoa Diễm Phạm ạ. Trời ơi, Hoa Diễm Phạm chốt là cái đẹp ghê luôn á. Bản này của em tiêm một bản của Jane Moore. Nó rất là lạ nhá các chị nhá. Đây để em cài hai cái quy thôi, về các chị tự cài cho em nha. Em này chất da lộn cho em ạ. Chất liệu da lộn cho em nha. Cái cổ của nó này các bác có thể dựng lên như thế này và đeo đai vào cho em như thế này. Mọi người thấy không? Dựng lên và đeo đai cho em như thế này nha. Cổ nó rất là đẹp. Đấy, các chị thấy không? Nó sẽ hơi bẻ ra như này cho em. Còn lại thì em tiên xích bẻ như này hơn. Em này từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân của Jane Moore cho em nhớ. Cái này rất là đẹp. Thì xin thông báo với các chị là cái này là một bản hiếm. Em này sẽ có giá cho em tiên là 350k mã 157. Đấy, 350k này, mã 157 cho em tiên bản này nhớ. Cái này rất là đẹp. 350k mã 157 ạ. Chị Ngọc Ai còn lên họa tiết đi kia. Họa tiết em hết rồi, chỉ còn màu mè thôi. Cứ từ từ. Mấy cái đấy là ấy rồi. Họa tiết kiện này em hết rồi, chỉ còn màu mè thôi các bác nhớ. Cái này rất đẹp của Jane Moore cho em 350k mã 157. Mọi người cứ từ từ để em xem nào, họa tiết sẽ chỉ còn kẻ thôi các chị ạ. Cái này của em nhá. Cái này em bảo luôn với các chị này, chất lai lần hiệu và nó sẽ bị một cái chấm kim ở đây thôi. Đâu rồi? Trời ơi khó nhìn ghê. Đây ạ, nó sẽ bị một cái chấm kim ở đây cho em này. Các chị thấy không? Nó bị một cái chấm kim thôi nhá. Về các chị thực ra là không thể nào mà nhìn rõ được đâu mọi người ạ. Nó rất là bé nhưng mà vì nhà Viscalet các bạn ấy làm rất là kỹ, thế là các bạn sẽ vẫn bảo em báo like cho mọi người. Nó sẽ bị một cái chấm kim rất là bé ở đằng sau lưng, không đáng kể nhá. Em nhấn mạnh là không đáng kể nhưng em vẫn muốn báo để cho mọi người biết. Không thì các bác lại bảo em là không báo lỗi. Bạn này thực sự rất là đẹp, chất lai lần hiệu cho em tiên này. Đây chất lai lần hiệu và các bác nhìn cho em này. Nó là họa tiết kẻ cho em nha, kẻ xanh. Em này từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 46, 48 tối đa là 58 cân, 300k mã 199. Bên trong có cầu dựng vai cho em nhớ. Đấy, 300k mã 199 bản này cho em. Bên trong có cầu dựng vai ạ. Cái này đẹp quá. 157 chị Ngọc Linh. Em nói lại lần nữa nhá, nó sẽ bị một cái chấm kim rất là bé ở đằng sau lưng, hầu như là các chị sẽ không thể nhìn được. Đây, em xin cho các chị xem chấm kim đấy của các chị đây. Mọi người thấy không? Không thể nào nhìn được bằng mắt thường, phải nhìn soi kỹ lắm mới thấy. Nên là các chị chốt cho em bản đấy đi, 300k mã 199. Em lên một bản dáng dài đây ạ. Em lên một bản dáng dài nhá. Chị yêu nào thích dáng dài đây. Cái này của em ạ, dáng dài kẻ nâu tây và cài chéo cho em tiên. Kẻ nâu tây, cài chéo nha. Bản này của em từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân bản này nhá chị yêu. Đấy, một bản kẻ nâu tây cho em này. Cực kỳ đẹp luôn. Em này sẽ có giá là 350k mã 200. 350k này, mã 200 cho em tiên bản này nhá. Eo đẹp quá. Cái nào cũng đẹp rồi ạ. 350k mã 200. 199 chị Hà Trương ạ. Chị Hồ Hằng sau lại Dũng Vinh sau ạ. Chị Dũng Vinh ơi, mình là khách mới. Các mã sau mình gộp lên mã cách duyệt lệ của một dòng giúp em ạ. Chị yêu nào là khách mới bắt buộc phải chốt đúng cú pháp cho em tiên là mã cách số điện thoại trên cùng một dòng nhá. Mã cách số điện thoại trên cùng một dòng giúp em ạ. Em có một cái này rất là đẹp này, họa tiết đây này. Bản này cộng tay cho em nha, cái này đẹp quá. Lại còn dáng dài. Đã đẹp lại còn dáng dài cho em nha. Cái này gọi tên bác Hoa Diễm Phạm này, JC này. Trời ơi, thực sự nếu mà chị Miko mà lỡ cái vai này rất là tiếc rồi. Chị Hà Trương này, mấy chị yêu. Cái này của em đẹp quá các chị ạ. Bản này của em tiên nhá, cộng tay này. Các bác nhìn cho em họa tiết này. Điểm nhấn ạ, bên trong có cầu dựng vai. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Ê ơi cái này đẹp tuyệt vời. 46, 48 này tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Em này sẽ có giá cho em là 350k mã 146. Đẹp quá chị ạ. Đẹp quá. Đẹp quá. Hào hứng. 350k mã 146 cho em về để mà nói thật sự. Nếu không chị nào chốt em mang về mặc đây này. Trời ơi.
Đẹp quá mọi người ạ. 350k mọi người 146. Chị Trinh Nguyễn bảo là mấy em chốt đơn trang nào vậy? Sao? Ý là em có thấy comment của mình nhưng mà mình bị trượt mất rồi chị. Chị ơi, không để yên để chị nói. Mà chị ơi gì nhỉ, hiện tại thì chị sẽ không thể nhìn thấy gì nhỉ, bình luận của khách hàng ở nhà em đâu ạ. Tại vì sao? Facebook hạn chế bình luận nha các chị yêu. Và nhà em sẽ phải chốt đơn bằng một phần mềm bên thứ ba thì mới có thể nhìn thấy bình luận của mọi người. Em đưa chị một cái áo mà có chốt đơn. À đây, đưa luôn hóa đơn đây. Đây nhá các chị nhá, nhà em chốt đơn bằng một bên phần mềm bên thứ ba. Và khi các chị chốt đơn này, nhà em sẽ hệ thống nhà em sẽ in luôn hóa đơn cho mọi người. Và có này, ngày giờ giây phút nha, ngày giờ đầy đủ và có cả số phút số giây khi các chị chốt đơn nha. Đấy, thế nên là nhà em gì à, mọi người sẽ không nhìn thấy nhau đâu ạ, sẽ chỉ có cái phần mềm để nhìn thấy được mọi người thôi. Các bác thấy không, hóa đơn in ra ngay dính luôn lên áo của các chị đấy. 146 chị Hoa Diễm Phạm ạ. Chị Hồ Hàng Sao Hà Trương sau, chị nào vừa hỏi cái câu đấy đấy. Chị Trinh Nguyễn à, đúng không? Hình như là chị mới mua hàng hay là chị mua lâu rồi mà chị không, chị không biết được cái quy trình vận hành của nhà mình vậy. Chị xúc lơ à, chị lên vừa lên dơ màu ve đi. Ok chị yêu, rồi chị xúc lơ bây giờ mới vào à. Em lên một bản màu đen nhá mọi người ơi. Thực sự bây giờ em sẽ gì nhỉ, còn quá nhiều bản mà em sẽ lên từ từ dần dần cho mọi người. Em sẽ không lên theo ý của chị đâu. Mọi người cứ bình luận đi để em biết được là có những chị yêu nào thích màu gì thì em sẽ lên. Tại vì bây giờ mọi người yêu cầu nhiều quá em lên không kịp ý. Em sẽ lên nhá, ai ưng cái gì là gì nhỉ thì chốt cho em sẽ lên nhanh thôi. Bản này của em tiên các bác nhìn này, nó sẽ có 3 cái quy ở đây. Và nó sẽ chua vuốt cái eo của mọi người. Vuốt eo xòe bên dưới cho em, bản này rất là đẹp. Em này nhá, độc lạ luôn, em nói thật với các chị, ra ngoài đường không có cái thứ hai. Bản này của em tiên này, bên trong có cầu dựng vai, nhấn ly phồng tay cho em tiên. 46-48, tối đa là 58 cân, 350k, mã 143. Đấy, 350k mã 143 bản này cho em tiên nhá, eo đẹp quá. Cái này thực sự rất là đẹp luôn các chị nhìn này. Nó còn đẹp hơn vô vàn những cái bản hàng thiết kế các chị mua. Chị như khi anh bảo đẹp quá. Đúng rồi, rất là đẹp chị ạ. Chị ở chị mua lâu rồi tại chị thấy cũng nhanh mà. Thấy chị cũng nhanh mà. Thế à, tại vì là dỗ thế thì chỗ khi là bác mạng nhà bác chậm rồi. Bác thoát cái đấy, Facebook ra bác vào lại cho em đi khổ. Nếu mà bác không chốt được thì phải thoát ra vào lại. Mạng bác bị chậm đấy. Nhà em mấy chị bị mạng chậm. Chị An Trà Trần lên 146, trưởng mất rồi ạ. 143 chị Hoa Diễm Phạm. Trời ơi, chị Hoa Diễm Phạm nhanh tay quá. Bản này của em này, em xin lưu ý cho các chị nhá. Những cái bản cổ ve cao các chị thấy nhiều rồi đúng không ạ? Những cái bản cổ ve cao các chị thấy nhiều rồi. Nhưng em xin thưa với các chị rằng là gì, những cái bản ly, khuy nó đều như tăm tắp như thế này cho em này, thì các chị thi thoảng các chị mới thấy một bản. Đấy, bản này là thực sự là rất là hiếm. Chị Đặng Lai bảo là đẹp mà không chốt được. Dồi ôi, nhanh tay lên bác ơi, nhanh tay lên, vẫn còn nhiều bản lắm. Vẫn còn nhiều bản lắm các chị ơi. Bản này của em tiên ạ. Một bản màu be nha, cổ ve cao này. Khuy của nó sẽ là khuy đều tăm tắp như thế này cho em. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân nhá các chị nhá. 46-48 tối đa cho em là 58 cân, 300k mã 133. Bản này cho em giá là 300k này, mã 133 cho em nha, màu be. Chị Trọng cũng bảo chị bản màu be này nhé. Chị chơi chốt đi rồi ôi, chốt ngay mã 133 đi. Em không chốt đơn bằng cái là chị lấy cái này đâu. Chị bình luận như thế thì làm sao mà em in được hóa đơn. Các chị phải bình luận mã thì em mới in ra được hóa đơn nha. Chị chơi gì ở chị chưa suốt thôi. Rồi ôi khổ quá. Chị Thúy Vũ phải lên soi đi em ơi. Soi á? Ôi chị Thúy Vũ bây giờ mới vào và soi lên mấy bản rồi chị ơi. Em ở đây soi đây. Soi đây nhá. 133 chị Hà Trương ạ. Soi PLA cho em nhá, soi PLA đây. Bản này của em, một bản màu đen này. Một bản màu đen cổ đức cho em nhá. Cái này rất xinh. Cổ dựng đức cho em là một bản của soi. Chị Trọng cũng hỏi lên Bắc Giang mưa chưa tiên. 10 giờ nha chị yêu, 30 phút nữa. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân này. Một bản của soi pier cho em. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em nha. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân, 350k mã 87 ạ. Đấy, 350k mã 87 bản em đang mặc nhớ, một bản của soi pier nha mọi người. Chị yêu nào ưng thì chốt cho em mã này ạ. Lên nhanh cho mọi người nhá. Còn rất nhiều mã xinh lắm. Trời ơi. Lên tiếp soi nữa này.
Cái này soi cổ tuxedo cho em nhá. Cổ lụa. Bản này của soi cho em này. Rồi ôi cái này đẹp quá. Cổ tuxedo nha mọi người ơi. Em này từ 46-48, tối đa cho em tiên là 58 cân này. Các chị nhìn cho em này. Cổ tuxedo nhá mọi người nhá. Nhìn cổ cho em này. Cổ và lụa nha. Em này 46-48, tối đa cho em tiên là 58 cân. 350k mã 92 cho em bản này. Đấy, 350k mã 92 bản em tiên đang mặc này. Một bản của gì nhỉ? Soi cho em. Em lên tiếp này. Màu hồng nhá mọi người nhá. Rồi ôi cái lụa. Bên trong lót lụa gấm đẹp không? Dã man luôn. Cái này đẹp quá các chị ạ. Bản này của em tiên ạ. Từ 45 tối đa cho em là 57 cân bản này. Cái này màu đẹp quá. 45 này, tối đa cho em tiên là 57 cân bản này nhá chị yêu. Em này sẽ có giá cho em là 300k mã 161 ạ. Đấy, em này có giá là 300k mã 161 cho em tiên nhá chị yêu. Đó, một bản bên trong lót lụa cho em màu hồng. Hồng phấn nhá mọi người nhá. Em lên tiếp này. Cái này của em nhá, nó sẽ là nhung mỏng này mọi người này. Nhung mỏng cho em nhá, cái này đẹp quá. Ôi, thứ chết của cái này đẹp quá mọi người ơi. Cái này của em tiên ý. Em sẽ bảo các bạn ý là lại cho các chị nhá. Cái này là hơi nhàu. 161 chị Hoa diễn phạm ạ. Chị sức lơ xong mất rồi ạ. Cái này em tiên sẽ bảo các chị là nhầm các bạn ý là lại cho mọi người nhá. Cái này nó hơi nhàu một tí ạ. Cái này hơi nhàu một chút ạ. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Các bác nhìn cho em cổ này. Tay này. Eo tay đẹp không? 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này ạ. Xinh quá. 300k mã 158 cho em. Đấy, bản này có giá là 300k mã 158 cho em tiên nha. Màu hồng, chất nhung cho em này. Cái này rất là sang, cổ nó đẹp không? Mọi người thấy không? Cổ rất là đẹp nhá. Xem mấy cái màu sắc mang lại xem nào. Em lên tiếp này, cái này chất kaki ạ. Cái này là một cái duy nhất lọt vào kiện của nhà em nhá. Duy nhất trong kiện ạ, nên nó bị lạc vào đây một chút. Chất kaki nha mọi người. Bản này chất kaki cho em, cái này đẹp lắm. Đây. Bản này của em ạ, màu be chất kaki nha, nó phối với cả màu rêu ấy mọi người, rất là đẹp. Bản này cho em ạ, từ 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân nha. 46-48 này, tối đa cho em tiên là 58 cân bản này treo đấy các chị. Đấy, cái này rất xinh nhá, các chị nhìn cho em này. Cổ ve khuyết cho em nha. Em này sẽ có giá là 300k mã 135 cho em bản này. Đấy. 300k này, mã 135 cho em tiên nha. Em cái này đẹp quá. 300k mã 135 của mình cái trắng trắng đấy luôn. Một năm giá chị Hoa diễn phạm. Em lên tiếp một cái màu trắng này. Chị Trinh với bảo lên kẻ phía sau em. Ok chị yêu nhá, nên đợi em tí để em lên nó cái trắng này đã. 135 chị Tracy Võ. Em chút để em xin mấy giây để em sạc pin nhá. Ở đây rồi chị rút cái này bên kia rồi. Em cầm cái đấy đi. Bản này của em tiên này. Các bác nhìn cho em khuy này. Khuy rất là đẹp nha. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Đấy, em này 46-48 tối đa là 58 cân. 280k mã 45 cho em nhá. Cái này đẹp quá. 280k mã 45 bản này cho em. Khuy của nó dã man luôn, các chị nhìn khuy này. Đẹp không? Đấy, 280k mã 45 cho em. Em lên tiếp một bản màu tím này.
Ôi dồi ôi, cái này đẹp chưa? Cái này lụa ở cổ luôn nhá. Ôi cái này đẹp quá các chị ơi. Cái này như nào nhỉ? Cái này như nào nhỉ? À đây 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 đây. Đây, cái cổ này vẻ ra đây. Bản này của em Tiên nhá, tôi chết rồi, cái này đẹp quá. Mọi người đâu hết rồi? Cái này rất là đẹp nhá, mà lạ cho em. Cái phần họa tiết ở cổ này của em là lụa. Họa tiết ở cổ là lụa cho em, và các bác có thể tháo rời. Nó sẽ là một bản ve cổ. Đây là ve gì đấy? Ve tròn. Ve tròn ở bên trong cho em nhá. Các chị thấy không? Đấy, bằng được hai kiểu cho em Tiên. Mua một được hai mọi người ạ. Em này của em một bản màu tím rất là sang. 46-48 này. Tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này. Đấy, 46-48 tối đa cho em là 58 cân. Đẹp quá luôn. 350k mã 188 nha các chị yêu. Rồi, 350k mã 188 cho em bản này. Cái này đẹp quá các bác ạ. Đẹp nhức nách luôn, nhức nở luôn. 350k mã 188 cho em. Chị yêu nào ưng chốt cho em nhá. Tông màu tím. Đây là cái này tháo được ra thì mọi người thấy không? Tháo được nhá. Một bản màu xanh cổ vịt à? Cái này như kiểu xanh cổ vịt đậm ấy. 188 chị Hà Trương ạ. Eo thế, hôm nay bác Hà Trương nhanh tay thật sự luôn đấy. Chị Hà Trương từ đầu like giờ chốt được bao nhiêu luôn nhá. Toàn bản đẹp thôi. Bản này của em nhá, một bản cổ tròn này. Một bản cổ tròn cho em 46-48 các bác nhìn này. 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này. 46-48 tối đa là 58 cân. 300k mã 196. 300k mã 196 cho em Tiên nha các chị yêu. 300k mã 196. Đọc cái gì đấy? Rồi đọc rồi, tí nữa mới tôi thông báo với mọi người chứ. Thế đấy chị biết rồi mà. Em lên một bản crop top của Zara nhá. Đây, kẻ crop top của Zara. Bản này của em dáng crop top nhá mọi người nhá, nên em sẽ không đeo đai nữa. 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này. Mà cái những cái bản crop top này về các bác mặc như em Tiên cũng được này. Hoặc là mọi người có thể phối cho em Tiên với cả quần jean nhá, sẽ rất là đẹp. Đấy, 46-48 tối đa là 58 cân. 300k mã 137 cho em bản này. Đấy, 300k mã 137 cho em nhá. Cái này xinh quá. 196 chị Đặng Lan Anh ạ. 300k mã 137. Nào lên cái kẻ này nhá. Cái kẻ này của em chất lai lần hiệu nhá chị yêu. Bản này của em Tiên là một bản chất lai lần hiệu này. Đâu rồi, cái đen beo đâu. Bốn sáu bốn tám này tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này, chất lai lần hiệu nhá mọi người nhá. Đây này, kẻ này. 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân cho em bản này nhá chị yêu. Em này sẽ có giá cho em Tiên là 300k mã 142. 300k này, mã 142 cho em Tiên nha các chị. Chị Đặng Lai bảo toàn đẹp không chốt được, buồn quá. Ủa, bác chốt chậm mà hay sao? Chị yêu thích cái nào để em xem nào. Khổ ghê, hôm nay nhiều bác chậm quá. Hôm nay nhiều bác mạng bị kém hoặc là do chị bấm gì nhỉ? Các chị bấm không kịp ý mọi người ạ. Dễ mọi người bấm không kịp rồi. Đợi em một tí ạ. Các bác đợi em mấy giây nhá để em chia sẻ nút cái này. Chị đã like mà có tím không em? Tím này hết rồi. Cái tím ở đây chị cũng chưa là. Ôi khổ thế, chứ lại cái tím đấy lúc anh nhớ có chị nào hỏi màu tím. 142 huyện chơi gì võ. Nhớ là có bác nào hỏi tím và lên tím để cho bác cái chốt cuối cùng bác lại chuột à. Xem còn cái tím nhạt đấy. Xem cái tím nhạt đấy là cái gì đấy. Mấy cái tím mắt đấy chị xem nào. Đâu, đây xem cho bác này.
Ôi cái tím này đẹp này. Chị Đặng Lan Anh à? Chị Lan Anh ơi. Ôi nhưng mà em nhớ chị Lan Anh bao nhiêu cân cơ mà. Chị Lan Anh năm mấy? Chị thích giống 188. 188 là cái gì? Ôi dồi ôi, khiếp. Em có mỗi một cái duy nhất, đấy là độc nhất vô nhị để em lên cho các chị. Mà bác bảo bác thích cái đấy thì em chịu rồi. Thật sự để mà nói, mỗi bản nhà em sẽ chỉ có một cái duy nhất. Đây cái này tím đây nhá chị Lan Anh đây. Chị Lan Anh ơi cái này rất là đẹp này. Bản này tím của em, dáng Âu nha mọi người. Cài vạt xéo cho em ạ. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Bản này xinh quá, đợi em một chút nhá. Cài cái tóc lên đã, tóc nó bị thuột rồi. Bản này của em tiên nhá, 46 này, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Cái này dáng Âu cho em này rất là xinh, em này có khi bỏ đai ra đẹp hơn. 350k mã 897 cho em bản này. Cái này rất lạ nhá. Dáng Âu cho em này các bác nhìn này, cái này bỏ đều gì nhỉ? Bỏ đai ra đẹp hơn. 46 48 tối đa là 58 cân bản này cho em tay lửng nhá, tay lỗ này. Tay lỗ cho em rất là đẹp này. Đấy, 350k mã 897. Bản này màu tím đấy ạ. 350k mã 897. Lên tiếp một cái tím nữa này. Đây nốt cái tím này là em hết tím rồi nhá, chị Lan Anh nhá, không chốt được nữa thì em chịu luôn đấy. Đấy. Rồi ôi bù cho cái đấy rồi hơi bị xinh luôn. Bản này của em nhá. Bản này của em cổ ve cao này. Đấy, 40 cái này thì em xin thông báo này, chất lai lần hiệu. Chất lai lần hiệu cho em nha. 46 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. 46 48 tối đa cho em là 58 cân về các bác nhá. Giặt cái khu gì nhỉ, cái túi này ra cho em nha. 300k mã 588 bản này cho em. 300k này, mã 588 cho em bản này, một bản màu tím chất lai lần hiệu. Đấy. Tím chất lai lần hiệu cho em nha, 300k mã. Mã gì nhỉ? Mã 588. Ui cái này là cái gì đây mà lạ thế nhỉ? Mọi người đợi em một tí nhá. Cái này rất là lạ. Tức là cái này chị phải nhờ Nga mặc cho chị rồi. Chị đang không biết là mặc như thế nào đấy. Không, nó phải đeo đai. Ui, cái này đẹp chưa? Ủa, cái này mặc kiểu gì? Này á? Cái này hả? Không, cái này từ từ để chị Linh ngâm cứu. Cái này đẹp quá nhưng mà để chị Linh ngâm cứu đấy. 588 thì Đặng Lan Anh ạ. Chelsea xong mất rồi ạ. Bản này của em tiêm một bản màu đen này, nó có bèo cổ. Thích cái nào? À, màu tím ấy hả? Bản này của em tiên nhá, nó sẽ phối lụa này. Lụa bèo cho em, bèo nó phối lụa cho em này. Các bác thấy không? Cái phần lụa này, điểm nhấn đấy ạ. Bản này của em tiên từ 46-48 tối đa cho em là 58 cân này. Em này sắn tay áo lên sẽ thành gấu lơ vê cho em nhá. Đây này, sắn tay áo lên thành gấu lơ vê cho em, các bác thấy không? 46-48 tối đa cho em là 58 cân bản này. Em này sẽ có giá là 200, à đâu em xin lỗi ạ, 300k mã 164. Em này có giá là 300k mã 164 cho em nhá. Đấy, rất xinh luôn, dáng nó hơi ngắn một tí mọi người nhá. Dáng hơi ngắn một chút ạ. Cái đấy nhìn trông lại được, không hiểu kiểu gì. Em lên tiếp này. Bản này của em ạ, dáng Âu nha các chị ơi. Cổ V ạ, à, cổ V gì nhỉ? Cổ V sâu ạ. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Biết rồi nhưng mà ý là phải mặc cái gì ở trong thì mới mặc được cái đấy chứ. À thế á? Thế thì nhá, chị bảo bây giờ em lồng cho chị một cái áo sơ mi ở đây đi. Lồng một cái áo sơ mi trắng ở đây. Xong tí chị dơ cho các chị xem. Bản này của em tiên này, một bản cổ V thoáng cho em nhá. 46-48 tối đa. 161 với lại Uli Trần ạ. Chị chồng cứ bảo lên sớm hơn tí đi. Ý là chị bảo lên hiệu. No, em hẹn các chị 10 giờ rồi. Hả? 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này nhá. Em này sẽ có giá cho em là 300k mã 159.
300k này, mã 159 cho em bản này. Đấy, một bản gì nhỉ? Dáng Âu cho em màu ghi. Em cứ từ từ làm cái đấy thôi, cái đấy thì để cuối live chị lên cũng được. Làm kịp thì làm. Đây nhá các bác ơi. Thôi rồi nhá, bây giờ xem nào. Các chị dục lên bản Burberry đúng không? Em sẽ lên bản Burberry nhá. Đâu rồi? Em lên bản Burberry luôn cho các chị nhá. Cái này của em này, một bản của Burberry này. Em sẽ cho các chị xem cái giá trị của em đó. 159 chị Hoa Diễm Phạm. Mọi người ơi, bây giờ em xin phép được lên bản hàng hiệu luôn này. Cái thứ nhất em muốn nói là đây, cái nhãn này à gì à, cái tang của nó thì là tang hiệu rồi, không nói làm gì rồi. Huy Trần là cái nào đấy? Chị Huy Trần ơi, em sẽ hỗ trợ chị lần này, em sẽ xả hàng lần đầu tiên cho chị và cũng là lần cuối cùng nhá chị yêu nhá. Em sẽ chỉ hỗ trợ một lần duy nhất cho bác thôi, là em sẽ xả cho bác cái mã đó cho em này. Và lần sau thì em chị gì nhỉ, chị chốt chắc tay giúp em tiên nha. May mà cái mã này nó ở gần đây. Cái đấy có ai chốt dự bị không? Đấy thì chị lên lại. Bản này của em này các bác nhìn bên trong lót này, Burberry cho em tiên nha, lót ở bên trong. Không biết trên live các chị có thấy rõ không, và nó sẽ gì nhỉ, in logo của hãng ở đây luôn này. Nó sẽ là gấm nhá các chị nhá. Có logo của Burberry cho em tiên luôn. Bản này thì em cũng xin phép em thông báo luôn với các chị là nó sẽ có một cái lỗi nhỏ thôi ạ. Đâu nhỉ? Ô, chết rồi. Nó không ấy cho chị biết ở đâu. Ở tay thì phải. À đây, mọi người ơi, em sẽ cho các bác một cái chấm nhỏ. Nó bị một cái chấm ở đây này, các chị thấy không? Đâu rồi? Đây này. Nó bị một cái chấm ở đây cho em nhá. Các chị có thấy không ạ? Nó bị một cái chấm ở đây cho em này. Nó kiểu bị giờ sứt chỉ mọi người. Cái này của em là chấm bị sứt chỉ nhá các chị nhá. Thực ra để mà nói thì nó sẽ không đáng kể đâu, tại vì nó nằm ở mặt trong của các bác này. Cái tay của các bác, tay áo của các bác thì nó nằm ở phần mặt bên trong cho em. Thì đáng ra cái bản này của nhà em nó sẽ có giá là 3 triệu ạ. Bản này nguyên giá của em là 3 triệu rưỡi. Nhưng mà em sẽ điêu giá xuống còn khá là rẻ thôi. Mọi người cố gắng chốt cho em vì nó bị đúng một cái chấm nhỏ. Thì em gọi là ấy chứ, điêu giá còn rất là rẻ, có giá là 1 triệu 500k nhá. Em này thì 46-48, tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Cái dáng này rất là đẹp nha, của Burberry cho em ạ. 46-48, tối đa cho em là 58 cân này. Đây, cổ ve nhọn nha các chị yêu. Đấy, 1 triệu 500k mã 168 cho em ạ. 1 triệu này 500k mã 168 bản em đang mặc này. Đó, nó bị một cái gọi là bị một cái sứt chỉ đây thôi. Một cái chấm sứt chỉ, bong chỉ đây. Đứt chỉ mọi người, thì mọi người hoan hỉ chốt cho em nhá. Đấy, em đã điêu giá xuống còn rất là rẻ rồi. Chưa có một bản Burberry nào lại rẻ như thế này. 1 triệu 500k mã 168. Đẹp quá. 6 khuy cho em nhá, 6 khuy này, cài xéo cho em. Đây, đây này chị lên. Ủa đây cái đấy chị. Cái đấy chị chỉnh. Mọi người ơi, em có một cái bản áo này nó rất là lạ. Đây nhá, nó sẽ rất là lạ, nó là cái áo ở bên ngoài nhá các bác nhá. Cái áo sơ mi bên trong em có bán nhưng mà gì nhỉ? Chị yêu nào ưng thì chốt nhá. Chốt luôn cái áo sơ mi cũng được. Bản này của em các bác có nhìn kỹ cho em này. Chỗ này nó sẽ là 6 khuy cho em tiên này. Và nó có cái phần thắt ở cổ này. Các chị về mặc với áo sơ mi thắt cổ vào cho em nhá. Đây nó sẽ có những cái điểm gọi là điểm nhấn này cho em. Bản này từ 46-48, tối đa cho em tiên là 58 cân, rất là đẹp. Nó vừa lạ vừa đẹp cho em. 46-48 tối đa là 58 cân cho em. Áo blazer khoác bên ngoài sẽ có giá cho em là 400k mã 164 nhá chị nhá. Đấy, em này sẽ có giá là 400k mã 164 cho em tiên. Áo sơ mi ở bên trong ạ. Áo sơ mi ở bên trong của nhà em ạ sẽ có giá là 200k. 200k mã gì đây ta? Chị đã yêu là chốt được cái mã áo sơ mi ở bên trong thì chốt cho em 200k mã 699 nhá. Đấy là áo sơ mi trắng ở bên trong. Còn áo blazer bên ngoài là 400k mã 162 bản này cho em nhá. 6264. 64, quên xin lỗi, mã 164. Mà đây là đề 62, chắc là chị nhìn chị đọc nhầm. Ai ô chốt đâu. Đấy, cái đấy rất là lạ luôn. Em lên tiếp bản Lilian này.
16 tuổi thì Chelsea võ ạ. Chị Hà Phương lúc sau mất rồi ạ. Ôi dồi ôi, chúc mừng bác Chelsea võ. Bạn lạ trời ơi, có em thề với chị 102 trên thế giới, không có cái thứ hai. Thề với bác luôn, lạ lắm. Bản này cho em nhá. Bản này của em là một bản của Lilian này. Cái này của em là của Lilian này. Em nói luôn cho những chị yêu nào chưa biết ạ, Lilian ạ, một bản mua mới của hàng hiệu Lilian. Một bản blazer mua mới sẽ có giá từ 30 đến 40 triệu là rẻ nhất cho em. Nó ngang hàng với cả Chanel và Gucci cho em tiên nhá. Đấy, bản này của em thì em cũng nói luôn với các chị là kiện ngày hôm nay thì hai bản Verdette và hoa và Á hậu thì nó đều có lỗi cả. Em này thì nó sẽ bị một cái lỗi ở đây. Các bạn đánh dấu cho em để em bóc nó ra đã. Các bạn đi ra làm cái giấy đánh dấu ở đây cho em. Bản này của em này nó sẽ bị một cái lỗi bẩn ở đây này, các bác thấy không? Về các chị tự xử lý cho em nhá. Và nó cũng chỉ nằm ở mặt trong thôi. Nằm ở mặt trong thôi, về các chị tự xử lý cho em. Nên em sẽ deal rẻ cái này cho các bác ạ. Đáng ra nó sẽ có giá là 600k, nhưng em sẽ deal giá xuống còn 350k. Mã 89 46, 48, tối đa là 58 cân. 350k mã 89 cho em. Chất da lộn nhá. Chất da lộn ạ. Một bản của Lilian cho em tiên ạ. Đây, rất là đẹp. Đấy, 350k mã 89, đáng ra là 600 đấy mọi người. 168 chị Hồ Hằng ạ. Em lên tiếp một bản ạ. Cái này nó là nhung nhá mọi người nhá. Cái này là nhung và của Labi Blanc cho em này. Cái này của Labi Blanc cho em nhá. Một bản hàng hiệu ạ. Ôi dồi, con cài bên dưới mà. Cái này của em rất là đẹp nhá các chị nhá. Em của này xinh lắm. Chị chị Sương Võ. Mọi người ơi, đợi em một tí để em xem cài như thế nào, để em đang chưa biết là nó cài kiểu gì đấy. Ôi sao cái này cài kiểu gì nhỉ? À đây. À nó không phải. Này như thế nào nhỉ? Được đấy. Không phải. Nên cái này cài đi không? Được chị ạ. Mặc 2 kiểu. À đây, đúng rồi. Mặc 2 kiểu. Sorry các chị yêu. Bản này của em tiên nhá, nó sẽ là vạt như thế này này. Các bác nhìn cho em này. Thực ra là cái này cài và hơi khó, để em sẽ chỉ cài một quy thôi cho các bác xem. Đấy, em này từ 46, 48, tối đa cho em tiên là 58 cân nhá. Các chị nhìn cho em này, nó là nhung cho em nhá. Đấy, 46, 48, tối đa cho em tiên là 58 cân. Bản này của Labi Blanc cho em tiên. Em này sẽ có giá là 400k mã 158 ạ. 400k mã 158 cho em nhá, của Labi Blanc ạ. 400k mã 158 bản này cho em tiên. Đấy, cái này xinh quá. Em lên tiếp một bản kẻ này. Bạn này kể cho em tiên nhá. Ui cái này xinh lắm. Cái này cổ 158 là cái, à cái vừa xuống nhỉ. Bạn này của em này các chị nhìn cho em này. Cái cổ của nó nhá. Cái cổ của nó sẽ là kiểu chất nhung nhá mọi người. Cổ của nó sẽ là nhung này. Bạn này cho em ạ, các chị về cài hết quy cho em nha. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Đó, 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Em này nó sẽ có một cái khăn ren đấy cho em. Đấy, 300k mã 136. Bản này cho em sẽ có giá là 300k mã 136 nha các chị yêu. Đấy, 300k mã 136 cho em, kẻ rất là đẹp ạ. Em lên tiếp này, bản này của em dáng dài đấy ạ. Cái này của Jacob nha các chị nhá, thôi chết rồi. Đây ạ, một bản hàng hiệu của Jacob cho em. Các bác nhìn cho em không để ý. Bản này là một bản hàng hiệu của Jacob nhá các chị nhá. Em này khá rộng đấy ạ. Bản này của em khá rộng, từ 50 tối đa cho em tiên là 65 cân bản này, cái này khá rộng. Cổ ve nhọn cho em này. Ve nhọn nha. 50 tối đa cho em là 65 cân. Một bản màu đen ạ. Dáng dài cho em tiên. Bản này rất xinh. Em này sẽ có giá cho em là 300k mã 125. Đây, nguyên bản như này. 300k mã 125 cho em tiên nhá. Cái này to.
50 tối đa là 65 cân mới vừa. Em có tiếp một bản cái này màu tím đúng không nhở? Ui, sót một bản màu tím các chị ơi. Đây phải tím hay xanh em? Tím. Cái này là kiểu xanh ánh tím mọi người ạ. Một bản màu xanh ánh tím cho em nha. Ui, cái này đẹp quá các chị ơi. Rồi, ôi, chị Đặng Lan Anh đâu rồi? Chị có thích tím nữa không? JC đâu? Chị JC của em đâu rồi? Thích tím không? Và chị Hoa Diễm Phạm nữa. Bản này của em rất là đẹp nhá. Nó là dáng dài và nó sẽ hơi ôm ở bên dưới. Các bác về cài nốt khuy cho em nhá. Này đẹp quá. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Thật sự cái này rất là đẹp. 46, 48 này. Tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Một bản màu xanh ánh tím mà. Em này sẽ có giá là... Hả? Chị bảo có. Chị nào đây? 300k mã 190 cho em. Đấy, 300k mã 190 bản em đang mặc này. Tím nha chị yêu. Tím cho em này. Eo đẹp quá, cái này đẹp quá. Cái này dáng dài này. Dáng dài cho em. 300k mã 190. Lên tiếp này. 190 thì Hoa Diễm Phạm ạ. Chị Tracy sao lại Đặng Lan Anh sau mất rồi ạ. Trời ơi. Quá buồn. Quá buồn. Bản này của em tiên nhá. Bản này của em ạ. Rồi ôi, cái cổ nó ăn điểm là ở cái cổ này các bác ạ. Để em cài khuy hết rồi cho các chị nhìn rõ cái cổ. Đẹp quá. Bản này em thích ạ. Cái này mọi người nhìn xem cái cổ này đẹp không. Em bẻ cổ ra. Đây, cổ của em rất là đẹp nha. Bản này của em tiên ạ. Vừa lạ, vừa đẹp, vừa độc luôn. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân màu xanh navy đậm. 46, 48 này. Tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Em này sẽ có giá là 350k mã 186. Cái này đẹp quá. 350k này, mã 186 cho em tiên nhá. Eo xinh chưa? Cổ lạ, độc và đẹp. Em còn một cái cộc tay nữa rất là đẹp. Để em lên cho các chị. Hôm nay mấy bản cộc tay bản nào cũng độc luôn, bản nào cũng đẹp. Chết không có chứ. Đây, cộc tay đây. Đây nhá chị nhá, cái cộc tay này của em đẹp cực kỳ luôn. Đây từ từ để em ra. Trời ơi. Vốn cái móng tay cài khuy khá là lâu. 1, 2, 5 chị Đặng Lan Anh ạ. Bản này của em về các bác cài nốt khuy nha. Đây các chị nhìn cho em này. Cổ ve cao cho em tiên này. Bên trong có cầu dựng vai nha. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Cái này cộc tay đẹp quá. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân bản này. Em này có giá là 350k mã 178. 350k này. Mã 178 cho em tiên nhá. Eo cái này xinh quá. Sao đây em? 350k mã 178. Cái đấy ai chốt? Đúng không? Ôi mọi người, em xin lỗi, em đọc nhầm giá. Cái này là 300k mã 178. Em đọc nhầm 350. Trời đất ơi. 300k mã 178. Em lên một bản và cái này sẽ dáng ngắn khoác cho em nhá. Cái này dáng ngắn khoác cho em như thế này thôi nhá. Không có khuy, không có cái gì để cài đâu. Đấy, bản này của em từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Eo đẹp quá mọi người ạ. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân bản này. Em này sẽ có giá cho em là 300k mã 179. Đấy, eo cái này xinh quá. Cái này nó sẽ có cái khăn ở đây cho các bác nhá. Mua áo được tặng khăn. 178 chị Hà Trương. 300k mã 179 cho em bản này. Cái này xinh quá. 300k mã 179. Màu be nha mọi người. Cái này quá đẹp luôn. Lên tiếp một bản be nữa này. Ui tôi chết rồi. Gì nhờ, em bị sót một cái bản em bị sót một cái bản dáng Âu mọi người ơi. Rất xin lỗi những chị yêu nào vẫn hãy hỏi bản dáng Âu này của em. Em bị sót một bản này đây. Bản này của em màu be nha. Rất là xinh này, dáng Âu này. Đấy. Cổ ve nhọn cho em tiên. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Cái này đẹp quá. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân. Một bản dáng Âu nha, màu be ạ.
Em này sẽ có giá là 300k mã 185 ạ. Đấy, 300k này, mã 185 cho em tiên bản này nhá. Em con này xinh quá. 300k mã 185 cho em. 179 Lệ Hoa Diễm Phạm ạ. Chị Mu Ly Trần Sợi Hà Trương sau. Cái này không có cái túi nào để đựng được. Chị Vi Kinh sau mất rồi ạ. Thôi em lấy con dừng em dán cái quy vào để các bạn đi khâu lại. Em lên một bản màu xanh này. Cái này của cuối, cái này đẹp quá mọi người ơi. Cái vạt bên dưới nhá. 185 chị Huli Trần. Ô cái này là à mọi người, ơi, cái khuy này về các bác bóc ra cho em nhá. Cái này nó đang bọc giấy bạc để cho đỡ xước ạ. Đấy, về các bác bóc ra cho em đây này. Cái này cũng thế này. Tất cả khuy đều bọc giấy bạc nhá, về các bác bóc ra. Bản này của em từ 46 48 tối đa cho em là 58 cân cổ này. Cổ cực kỳ lạ luôn. 46 48 tối đa cho em là 58 cân, màu này thì siêu đẹp rồi. Em này sẽ có giá cho em là 300k mã 174. Đấy. 300k này, mã 174 cho em nha. Ủa cái này đẹp quá. 300k mã 174 cho em. Màu xanh ạ. Ê ơi màu này đẹp quá. Màu này mà bọc mà gặp bác Miko thì em lên tiếp một bản chất lai lần hiệu này. Bản này của em tiên chất lai lần hiệu ạ. Từ 46 48 tối đa cho em tiên là 58 cân, một bản màu bờ, màu kiểu màu trắng trắng sữa mọi người ạ, trắng sữa cho em nhá. 46 48 tối đa cho em là 58 cân, 300k mã 173. Đấy, bản này cho em này có giá là 300k mã 173 cho em nhá, chất lai lần hiệu và là màu trắng sữa trắng kem nha mọi người. 174 chị Vi Kinh ạ. Chị Vi Kinh ơi mình có đơn rồi, mình không cần phải lên số điện thoại nữa đâu ạ. Chị Vi Kinh ơi mình có đơn rồi thì không phải lên số điện thoại nữa nhá. Chốt mã cho em thôi ạ. Em lên một, đây em dơ quên mất. Một bản của họ nhà soi cho em nhá, soi Benny này. Đấy, soi Benny cho em. Trời ơi soi này xinh quá các bác ơi. Bản này họ nhà soi cho em ạ. 173 chị Hà Trương. Bản này của em tiên ạ. Rồi ôi cổ tròn này các bác nhìn cho em này. 46 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Đấy một bản của họ nhà soi. 46 48 tối đa là 58 cân. Bản này 350k mã 57. 350k này, mã 57 cho em tiên nhá. Eo đẹp quá. 350k mã 57 màu đen. Soi Benny. Eo ơi các bác ơi. Những cái bản em nói thật, bản họ nhà soi này của nhà em nhá. Các bác mặc ấy, cái phần lót lụa ở bên trong nó mềm dã man. Nó rất là mềm nhá. Em lên tiếp một bản dáng ngắn này. Ôi cái này xinh quá. Tay này ngang này. Mọi người ơi cái bản này của em nhá. Đây này. Cái cổ này, à cái khuy này nó rất là lạ luôn. À, bản này thì dáng crop top cho em tay của nó này. Chị thấy không? Cái này về các chị cài nốt khuy cho em đi, không thích thì phanh ra cũng được. Cổ tròn ạ. 46 48 tối đa cho em là 58 cân này, dáng crop top. 46 48 tối đa cho em là 58 cân bản này. Em này có giá là 280k mã 172 nhá chị yêu. Đấy, 280k mã 172 cho em tiêm bản này. Một bản màu đỏ. 280k mã 172. Cái này của em nhá. Nhung ạ. Nhung ánh xanh nhá chị yêu, nhìn cho em này. Nhung ánh xanh ạ. Bản này của em tiên ạ. Từ 46 48 tối đa cho em tiên là 58 cân này. Nhung ánh xanh. 46 48 tối đa cho em tiên là 58 cân, bản này rất là đẹp ạ. Rồi đẹp quá. Đấy. Em này sẽ có giá cho em tiên là 350k mã 154. 350k này mã 154 cho em, nhung ánh xanh nha các chị. Xanh ngọc ạ. 172 chị Hoa Diễm Phạm.
em lên tiếp này. Bàn này của em cũng là nhung mọi người ạ. Nhung crop top nhá. Cái này dáng nhung crop top cho em. Cái này đẹp quá. Có một cái khuy ở đây thôi các bác nhìn cho em này. Áo nhung cho em. Bản này từ 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân này. Đấy, cổ nó đây nhá, 46-48 tối đa là 58 cân, 250k mã 156. 250k mã 156 cho em tiên nha các chị yêu. Đấy, 250k mã 156 cho em. Cái nhung này nó kiểu như nhung dáng khoác như thế này thôi này mọi người này. Em lên tiếp ạ. Cái này của em màu xanh ngọc. Ui dồi ôi, xanh này rất là đẹp nhá các chị nhá. Bản này của em tiên này 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Các chị nhìn màu của cổ cho em này, cổ rất là đẹp. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này nhá chị yêu. Em này sẽ có giá cho em tiên là 300k mã 141 ạ. 300k này mã 141 cho em tiên bản này. Eo màu xanh này đẹp quá. 154 em chào mi. Em lên tiếp bản nhung dáng crop top tiếp này. Bản này nhung dáng crop top cho em nha. Đấy, một bản cái này đây các bác nhìn màu cho em này. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Đấy, những cái bản nhung này rất là sang. 46-48 tối đa là 58 cân cho em. 350k mã 157. 350k này mã 157 cho em tiên bản này nhá chị yêu. Đấy, 350k mã 157 cho em ạ. 141 thì chơi gì võ. Bản này của em nhá, nó sẽ bị một cái vết bẩn ở đây thôi nhưng mà rất là đẹp. Về các chị tự xử lý cho em nhá. Nó bị một cái bẩn ở đây ạ. Mọi người ạ, thường thì thực ra là những cái phần giặt là, khâu giặt là của nhà em ý, họ sẽ là bên giặt là họ sẽ giặt rất là nhiều sản phẩm cùng một lúc, nghĩa là cùng một mẻ luôn ý mọi người. Thế nên là đôi khi những cái phần vết bẩn hay là gì đấy nó sẽ không ra hết được mọi người ạ. Thế nên là về các chị tự xử lý lại cho em tiên nhá các chị nhá. Đấy, tại vì ví dụ mình giặt riêng lẻ một cái thì sẽ rất là dễ khi mà mình xử lý những cái vết bẩn đấy. Nhưng mà đây là nhà em là giặt theo kiểu công nghiệp với mọi người, giặt theo cái kiểu là hả? Đúng rồi, giặt theo màu với mọi người, ví dụ màu trắng giặt màu trắng, màu đỏ giặt màu đỏ, màu xanh giặt màu xanh này. Với cả kiểu giặt một lúc nhiều, rất là một mẻ rất là nhiều, thế nên là nó sẽ bị không tránh khỏi cái việc mà có những cái bản mà nó còn vết bẩn mọi người nhá. Thế nên về các chị tự xử lý lại cho em tiên. Bản này của em là một bản màu cái đai rồi. 157 với Chelsea võ. Cái này cũng rất là lạ này các bác này. Bản này của em rất là lạ nhá. Này, đấy. Cái này ở chỗ này nó có một cái khăn cho em. À không, cái này không phải khăn mà khâu ở đây luôn rồi. Gen nha. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Cái này rất là đẹp, cổ lạ cho em này. 46-48 tối đa là 58 cân cho em. 300k mã 146 bản này. Đấy, 300k mã 146 cho em tiên. Trăm ga mã 146 cho em. Rồi, ôi. Cái này đẹp quá. Chất đẹp. Vẫn đang mưa à? Rồi, ôi. Cứ đến tối này thì mưa này thì về làm sao được. Em lên tiếp một bản màu đen này. Cái này màu đen của em nó ánh nha các bác nhìn không? Nó ánh họa tiết này. Này gấm gấm một tí nhá. Bản này tay lửng rất là đẹp luôn. Trông nó lạ ấy mọi người ạ. Em này ạ, 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân nha. Tay lửng như thế này. 46-48 này tối đa cho em tiên là 58 cân. 350k mã 91.
350k mã 91 cho em nhá. Đấy, một bản tay lửng ạ, 350k mã 91 này. Các bạn nhìn cho em họa tiết này. Đấy. Like mấy máy, chị cứ thói quen nhìn vào mỗi cái máy. Chỉ nhìn vào đúng một máy thôi. Xong đến lúc xem like lại ở mấy cái page khác là mày mắt cứ nhìn đi đâu. Mọi người ơi, tập trung chú ý cho em bản này ạ. Bản này rất là xinh ạ. Trông tưởng đơn giản mà không hề đơn giản một tí nào. Các bác nhìn cho em cái dáng của nó đi ạ. Các chị thấy không? Nó là dáng bo eo vào cho em và nó xòe xuống bên dưới. Các chị thấy không? Cái này rất là đẹp nhá. Trông đơn giản và không hề đơn giản ạ. Không hề giản dị. Chị có hàng chưa? Bản này cho em tiên một bản màu xanh navy đậm ạ. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. 46-48 tối đa cho em là 58 cân. Em này sẽ có giá cho em là 300k mã 124 nha các chị yêu. Đấy, 300k này, mã 124 cho em, các bác nhìn này. Rất là đẹp luôn này, cái eo của nó này. Đây, thề với các chị luôn, nó đổ, nó chảy đúng như thế này cho em xòe. Dã man luôn. Đây này, hai cái túi 300k, mã 124. Chất nó còn mềm nữa. Em ơi, cái này mặc thực sự rất là đẹp. Đổ dáng rất là đẹp luôn. Bản này của em này, Pericardin nha, một nhãn hiệu rất là nổi tiếng và rất là đắt nữa. Cái này khá đắt đấy mọi người ạ. Pericardin cho em. Cái này của em sẽ là dáng khoác nhá, các chị cho em nhìn cho em này. Nó sẽ là lót lụa ở đây. Đấy, dáng khoác cho em 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. 46-48 tối đa cho em là 58 cân. 350k mã 145 của Pericardin cho em nha. Một nhãn hiệu cực kỳ nổi tiếng và khá đắt cho em. Đấy, Pericardin 350k mã 145, 46-48 tối đa là 58 cân. Em lên tốc độ một chút nhá. Em lên tiếp bản này cũng rất đẹp này. Cái này của em cổ sen. Bốn năm chị Nguyễn Ngọc Linh. Bản này của em tiên ạ, 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân này. 46-48 tối đa cho em là 58 cân bản này. Các chị nhìn cho em màu này. Cổ này rất là đẹp, chỗ này là lụa. À không phải lụa, em xin lỗi. Không phải lụa nhá. 46-48 tối đa cho em là 58 cân. 280k mã 163. Đấy, bản này cho em tiên 280k mã 163 nha các chị yêu. Em lên một bản của Vinvert này. Mọi người ơi, cái này của Vinvert cho em nhá. Sáu bốn mươi tám này, cổ V thoáng cho em. 46-48 này tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Em này sẽ có giá cho em là 300k mã 147. 46-48 tối đa là 58 cân, 300k mã 147 cho em. Đấy. Này, cái áo bra chị đang mặc mà có màu đen đẹp này. Đây chị mặc được. Ui dồi ôi, các bác ơi, siêu phẩm đến rồi. Đây nhá, siêu phẩm của em này. Cái này là nhung cho em nhá, nhung dáng dài. Eo, cái này đẹp quá. 163 chị Hà Phương Nhung. Bản này của em này, nhung dáng dài cho em. Các bác nhìn này, nó là nhung nha. Đấy, em này từ 48 tối đa cho em là 60 cân nhá. Chị yêu, cái này đẹp quá. Nó như là kiểu áo măng tô ấy mọi người ạ. 46 tối đa cho em, à nhầm, 48 tối đa cho em tiên là 60 cân bản này nhá, các bác mua lẹ đi. Cái này nó như măng tô luôn đi, thật sự rất là đẹp. Đấy, em này sẽ có giá cho em tiên là 450k mã 155 cho em nhá. 450k mã 155 ạ. Bản này đẹp quá luôn đi mọi người ạ. Nhung mỏng cho em tiên đi ạ. Cái này đẹp ơi là đẹp.
Cái này mà cho vào kiện mang tôi, em dám chắc với các chị là sẽ có giá là hơn 800 đấy. Không có giá này đâu mọi người ơi. Mua nhanh không chị Ly à, đổi ý. Bản này của em bản màu đen này 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Đấy, 46-48 tối đa cho em là 58 cân bản này nha các chị yêu. Em này sẽ có giá cho em tiên là 250k mã 161 này. Các chị nhìn cho em này, khuy của nó này. 46-48 tối đa cho em là 58 cân 250k mã 161 cho em. Đẹp quá. 147 thì Hồng Liên. Em lên tiếp một bản màu đen này. Bản này màu đen cho em nhá. Màu đen này các bác nhìn dáng cho em. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. 46-48 này tối đa cho em tiên là 58 cân. Em này sẽ có giá là 280k mã 166 ạ. 280k này, mã 166 cho em bản này nhá. Eo cái này xinh quá. Em lên nhanh cho các chị này. Kẻ vẫn còn ạ. Em lên một bản kẻ Zara nhá. Cái này là kẻ của Zara cho em. Bản này của em tiên nhá. 46-48 này tối đa cho em tiên là 58 cân. Em này có giá là 300k mã 180. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân 300k này. Mã 180 cho em tiên nha. Mọi người ơi, em xin thông báo với các chị một tin rất là kịch tính. Vào K1 và K2, tức là ngày mai ạ, chủ nhật ạ, thì nhà Vinscarlet sẽ đại tiệc sale cho các chị vào K1, tức là lúc 10 giờ 11 giờ trưa là nhà em sẽ đại tiệc sale. K đầu tiên là K1 và lúc 10 giờ 11 giờ trưa này. K thứ hai tức là lúc 2 giờ chiều cũng là đại tiệc sale, nhưng hiện tại là chị Ly chưa biết là sale cái gì. Cứ gọi là đại tiệc sale thì đã chắc là sơ mi gì đó. Các bác nhớ thì các bác sẽ vào cho em. Nhưng lúc 8 giờ tối mai, tức là 8 giờ tối mai tức là chủ nhật ạ, nhà em sẽ bung một cái kiện mới. Nguyên một cái kiện sẽ chỉ có quần jean suông cho em tiên nha. Những bản quần jean suông cho em mọi người ạ. Riêng một cái kiện đấy không phải sale nha, bung một kiện mới. Riêng một kiện sẽ chỉ toàn quần jean suông cho em. Những chị yêu nào thích và đam mê quần jean suông, em mời các chị ngày mai tối 8 giờ vào săn với em tiên nhá chị yêu. Riêng một kiện chỉ có một chỉ bán quần jean suông cho em. Và kiện đấy là kiện duy nhất trong năm, duy nhất trong năm chỉ bán quần jean suông nha các chị. Thế nên là em tiên mời tất cả những chị yêu nào thích quần jean suông, quần jean ống loe, ống to này, ống càng to càng thích đúng không, thì vào săn với em tiên. Những chị yêu nào có Facebook của em tiên đấy, thì em chuyên ra mặc những cái bản quần jean suông rất là đẹp, toàn của nhà mình thôi mọi người ạ. Đấy thì em mời các chị 8 giờ tối ngày mai vào với em tiên nhá, nha các chị yêu. Em lên tiếp ạ. Bản này của em rất là đẹp. Em này ra lộn cho em tiên nha chị yêu. 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. 46-48 này tối đa cho em tiên là 58-60 cân bản này cho em nha. Da lộn màu đỏ này. Đó, em này sẽ có giá là 380k mã 160 cho em. Em xin lỗi, 300k chứ. Đây là 300k rồi, không phải số 8 đâu. 300k mã 160 bản em đang mặc nhá. Đấy. 300k mã 160 cho em ạ. Bây giờ hiện tại sẽ chỉ còn màu đen, màu xanh navy đậm nhá các bác ơi. Cái này rất là đẹp này. Cái này siêu đẹp cho em nha. Bản này của em tiên ạ, nó sẽ chỉ là dáng khoác, nó sẽ không phải là dáng cài khuy đâu các bác ơi. Em sẽ thử mở một cái khuy cho các chị xem nha, khuy của nó như thế nào.
Cái này của khuy của em toàn bộ nó đang bọc giấy bạc các bác ạ. Toàn bộ khuy đang bọc giấy bạc nhá. Em sẽ mở thử một cái cho các chị xem. Em mở một cái thôi cho các chị về tự mở cho thích. Em thích mở mấy cái này lắm mọi người ạ. Đây nhá, eo khuy đẹp quá. Đấy. Rồi ôi, khuy mới tinh như thế này cho em. Phải bọc vào không là nó xước. Đây. Rồi ôi, khuy rất là đẹp nhá. Đây, hai hàng khuy nhưng mà không phải để cài đâu các bạn. Chỉ để đấy thôi, nó là dáng khoác. Nếu mà chị nào thích thì đeo cho em cái veo thôi. Bản này của em Tiên ạ. Cái này của em chất nhá, mỏng nhẹ tự nhiên. 46-48, tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này. Đó, 46-48, cái dáng này rất là lạ. 46-48, tối đa cho em Tiên là 58 cân. Em này sẽ có giá là 350k, mã 176. 350k này, mã 176 cho em nha. Xinh quá. 350k, mã 176 ạ. Trời ơi mọi người ơi, nhìn cho em cái lót lụa ở bên trong của nó này. 180 chị Đào Lê. Cái này của em nhá, lót bên trong mà họa tiết Hoàng Yến luôn. Lót lụa họa tiết Hoàng Yến luôn thì sợ chứ. Bản này của em ạ, nó sẽ là dáng siêu rộng. Cái này phải chị nào size L rồi. Bản em Tiên đang mặc ạ, từ 46-48 tối đa cho em Tiên là, à em xin lỗi, từ 50 tối đa cho em là 65 cân bản này. Cái này khá rộng. 50 tối đa cho em là 65 cân. 300k mã 131 cho em Tiên nha. 300k này, mã 131 bản em đang mặc này. Đấy, một bản dáng rộng cho em. 300k mã 131 ạ. Em lên tiếp này. 16 con chị Hà Chi. Bản này của em Tiên ạ. Một bản 4 khuy nha các chị yêu. Cái này sẽ là 4 khuy cho em này. Và sẽ là cổ V nhọn ạ. 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này. 46-48 tối đa cho em là 58 cân nhá chị yêu. Em này đẹp quá. Em này sẽ có giá cho em là 350k mã 181 ạ. 350k này, mã 181 cho em bản em đang mặc nha. Đấy, một bản 4 khuy cổ V nhọn màu xanh navy đậm cho em. 176 thì Hồng Anh. Em lên tiếp này. Bản này của em Tiên nhá, cũng là 4 khuy này. Mấy cái bản về cuối này gần gần giống nhau mọi người ạ. 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân nhá. Đây, 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này. Đó. Em này sẽ có giá cho em Tiên là 350k mã 183. 350k này, mã 183 cho em Tiên nha. Một bản màu xanh. Màu xanh navy đậm cho em ạ. Ui. Một ba mối chị Bảo Anh. Em lên tiếp một bản dáng dài ạ. Một bản kẻ dáng dài cho em nhá. Cái này là kẻ dáng dài. Bản này của em Tiên này, 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân. Đấy, 46-48 tối đa cho em Tiên là 58 cân bản này nhá các chị yêu. Em này sẽ có giá cho em là 300k mã 138. 300k này, mã 138 cho em nha các chị. Đấy, một bản một kẻ cho em này. Các bác nhìn kẻ này. Kẻ cho em nha. Bản này của em ạ. Nó bị rơi mất một khuy. Đây này. Tí em bảo các bạn đính lại cho mọi người nhá. Đây này, nó bị rơi ở đây. 138 chị Hoa Diễm Phạm. Cái này của em rất là đẹp ạ.
46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này nhá chị yêu. 46-48 tối đa cho em là 58 cân bản này. Nó bị dơm rất là khuy, em cho ở đây rồi, tí các bạn sẽ đính lại cho mọi người nha. Em này sẽ có giá cho em là 300k mã 163. Đấy, 300k này, mã 163 cho em bản này nha. Cái này dáng đẹp mọi người ạ. Ủa sao không? Đây, dáng của nó đây. 300k mã 163 cho em. Em đem một bản màu đỏ này. Bản này của em tiên nhá. Cái này từ 46-48 tối đa cho em là 58 cân này. Em đi kinh ơi, chị lên mã 170 thôi ạ. Ở đâu? Đây ạ, à, bản này của em 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân nhá các chị nhá. 46-48 tối đa cho em là 58 cân bản này. 300k mã 165 cho em này. Đấy, cái này chất da lộn cho em. 300k mã 165 bản em đang mặc ạ. Đấy, rất là xinh luôn. 163 chị Hoàng Phương ạ. Chị Hoàng Phương ơi, mình là khách mới đúng không? Tôi đang phải like. Em mời chị yêu Hoàng Phương nhá. Bây giờ chị thoát khỏi live stream cho em, nhắn tin cho nhà em cái mã mà chị vừa mới được nhân viên nhà em đọc chốt ạ. Để các bạn hướng dẫn mình chuyển khoản 100% mã đầu, xác minh rằng các chị không phải là nick ảo cho em nha. Chị chuyển khoản một khoản xong rồi thì mới vào đây chốt tiếp cùng với em được ạ. 165 chị Huli Trần. Bản này của em tiên nhá các chị nhá. Em thông báo với các chị nó bị rách ở đây này. Các bạn ấy đánh dấu. Em còn đấy, đợi em tí em lên cho. Xanh nhưng mà xanh gì, hình như Chelsea thích xanh lá cơ. Đây nhá, nó đây là cái giấy đánh dấu của các bạn ý nhá. Nó bị rách lót ở đây này. Rách nhẹ thôi nhưng mà lót ở bên trong không đáng kể đâu mọi người ạ. Nhờ, quan trọng là cái này của em nó là dáng Âu. Quan trọng cho em vì nó là dáng Âu nhá mọi người nhá. Đây. Bản này của em từ 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân này, dáng Âu nhá chị yêu. 163 em dùng cho chị Hoàng Thị Trà My ạ. Chị Hoàng Phương mình vừa thoát ra khỏi live, em giúp giúp em ạ. Chị Hoàng Phương còn trong live không ạ? Em mời chị thoát ra khỏi inbox, nhắn tin cho nhà em cái mã mà chị vừa mới được đọc chốt nhá. Để các bạn hướng dẫn chị chuyển khoản 100% mã đầu cho em. Trong vòng 5 phút nếu chị không xác nhận thì em xin phép hủy đơn của mình ạ. Bản này của em là có giá là 280k mã 164 này, dáng Âu cho em nhá. 46-48 tối đa là 58 cân. 280k mã 164 bản em đang mặc này. Đấy. Ngứa mắt thế nhỉ? Ngứa cái mắt nữa. Em có một cái bản khoác rất là đẹp này. Cái này của em tiên là dáng khoác nhá. À nó chiếc rồi, quay từ từ lên cho Tracy đợi em để em lên cho. Một sáu bốn chị Nguyễn Ngọc Linh. Bản này của em các bác đợi em để em cài cho các bác xem. Nó là như thế này này. Không thể nào mà lên được dáng nhưng không cài hết. Đây, nó là như thế này cho em các chị nhìn này, nhấn bèo này. Đó, bản này của em tiên ạ, 46-48 tối đa cho em là 58 cân nhá các chị nhá. Đây, 46-48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này, tay cũng phối luôn, rất là xinh. Em này sẽ có giá cho em tiên là 250k mã 198. 250k mã 198, ở đây còn cái khuy nữa các chị về cài cho em nhá. 250k mã 198 cho em. Em lên thử cái xanh này xem Tracy có thích không. À không được rồi, Tracy, cái này xanh này Tracy không mặc được. Em chưa để chị Hoàng Phương nhắn tin. Chị Hoàng Phương ơi, vừa chị phát live stream nhắn tin cho nhà em đó. Em xem một lúc nữa không được chốt. Em lên tiếp này. Bản này của em là một bản nào? Màu be nha các chị yêu. Em này màu be cho em. Ủa chiếc cổ cái này bé quá em ơi. 198 chị Hoa Diễm Phạm. Cái này như nào rồi? À đây. Cái này như thế này nhưng mà phải chị yêu nào bé cơ. Chị yêu nào thật bé mới có thể mặc được cái áo này. Ồ cái này bé quá, cái này size S mà bé quá. Không mặc, không thể mặc được. Tại người nào thật là bé. Đây, em lên bản này vậy. Bản này của em màu xanh ạ. Xanh coban nha, em cái này đẹp quá.
Cái này rất là đẹp cho em luôn. Màu thì xuất sắc. Màu là sắc nét dã man. Đây nhá các chị nhá, dáng khoác nó đẹp như thế này cho em rồi, các chị thấy không? Dáng khoác rất là đẹp. Đấy, em sẽ thử cài beo cho các chị xem. Em này của em ạ, từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Eo cái này đẹp quá. 46, 48 này tối đa cho em là 58 cân bản này. Đấy, màu của nó này các chị thấy đẹp không? Bản này cho em tiên sẽ có giá là 300k mã 761 nha các chị yêu. Đấy, 300k này, mã 761 cho em bản em đang mặc ạ. Các bác nhìn cho em dáng khoác của nó này. Đấy, dáng khoác đẹp không? Rất là đẹp. Em lên tiếp một bản dáng ngắn này. Bản này của em dáng ngắn và nó sẽ chỉ có một cái khóa ở đây thôi này. Có một cái khuy cài ở đây thôi. Cổ nó sẽ là cổ, đây các bạn nhìn cho em điểm nhấn ở cổ này. Tay này, tay cái lê vê cho em. Bản này của em từ 46, 48 tối đa cho em là 58 cân. Nó là dáng khoác thôi mọi người ạ. Em này sẽ có giá là 280k mã 192. 280k mã 192 ạ. Người của em lên màu gì tiếp bảo em nhá. Đợi em một chút để em lấy thêm mẫu. Bản màu đỏ chất lai lần hiệu. Chưa, chị đã vứt quên, chị đã vứt rồi đấy. Vứt xuống đây cho chị vứt. Bản này của em màu đỏ chất lai lần hiệu nha mọi người ơi. Cái này của em thì tí nữa em sẽ bảo các bạn ấy lẹ là lại nhá. Nó sẽ hơi nhầu một tí ạ. Nhầu một chút thôi. Bản này của em chất lai lần hiệu màu đỏ này. Đỏ hồng cho em nha. Bên trong có cầu dựng vai từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân. 300k mã 821 nhá chị yêu. Đấy, 300k này, mã 821 cho em bản này. Em lên tiếp một bản màu, cái này dáng Âu cho em nhá. Em lên tiếp một bản dáng Âu này. Cái này của em rất là đẹp. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân. Đây được em để em chỉnh. Bực ghê luôn, cái móng tay để về tao phải tháo cái móng tay ra mới được. Nhưng mà nó vướng ý. Chị mặc đồ cho mình nó cài lâu la. 821 chị Tracy. Bản này của em nhá, dáng Âu cho em này. 6 khuy nhá chị yêu. 46, 48 này tối đa cho em tiên là 58 cân. Cái này đẹp quá. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân bản này. 300k mã 665 cho em. 300k mã 665. Eo cái này đẹp ơi là đẹp này. Màu hồng vỏ đỗ cho em. À không, cái này là hồng be đúng không? Cái này hồng be nhá mọi người nhá. Đấy, 300k mã 665. Đây này, dáng không cần đeo đai đẹp, các bác nhìn này. Đấy. Bản này của em nhá. Ôi, cái này xinh quá. Cái này dáng rộng cho em này. Chị yêu nào thích dáng rộng, dáng che mông. À nhầm, dáng dài, em xin lỗi. Dáng dài nhá mọi người nhá. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân. Cái này dáng rất là đẹp, các bác nhìn cho em này. Chú ý cho em cái dáng của nó rất là đẹp. Cổ ve nhọn này. Đấy, 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Em này sẽ có giá cho em là 350k mã 165. Đấy, 350k này, mã 165 cho em nha. Cái này xinh quá. Em có một bản kẻ rất là đẹp này. Kẻ này của em, trời ơi, các chị nhìn kẻ của em này, dáng xinh chưa? Bản này cho em nhá. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân. Cái kẻ này rất là trẻ luôn mọi người ạ.
46, 48, tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Em này kẻ xanh nha, 300k mã 986 cho em, các bác nhìn kẻ này. Đấy, 300k mã 986 cho em, 6 khuy nha mọi người, rất là hiếm. Bản 6 khuy hiếm cho em nha. Đâu, 665 là cái gì đấy? Khuy ở đâu của chị, làm gì có cái nào bị khuy ở giữa đâu. Không chị ơi, làm gì có. Đây, làm gì có đâu chị. Sạch bông nha, chả có vết gì cả. Không có nha chị yêu ơi. Không, gì nhờ, khuy của em chả sao hết. Mà bản này sạch bông nha. Mới kính con cho em luôn, không có một vết bẩn nào cả. Chắc là chị nhìn nhầm đấy. Chắc là những cái vết cái này nhào nhào này này, bác nhìn nhầm thành thành vết bẩn của em. Không bẩn nha chị yêu. Bản này của em tiên này, các bác nhìn cho em nhá. Nó là nhung này và ánh kẻ cho em. Bảo bác Huy Trần xem nhìn kỹ nhá, không bẩn ở đâu. Ok chị yêu, bản này của em tiên ạ, rất xinh. 46, 48 cái màu này sang. Tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Chị Hoàng Lưu bảo có lửng cổ tròn. Lửng cổ tròn nhỉ? Không có rồi. Xem có ở đấy không. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân. 400k mã 153 cho em nha. Đấy, 400k mã 153 bản em đang mặc này. 400k mã 153. À cái đấy là lửng đấy đúng không? Chị Hằng Lưu à? Màu đen, màu đen em còn ạ. Chị ơi, chị mà bao nhiêu cân? Chị Hà Phương, chị bao nhiêu cân? Chị thích màu đen dáng như thế nào bảo em nhá. Đây em có một cái chất lai lần hiệu cổ tròn. Cổ tròn và gì nhờ, dáng lửng ạ. Chị ơi, chị Hằng Lưu nhở. Chị Hằng Lưu vừa hỏi của em ạ. Bản này nhá, nếu mà chị ưng thì chị chốt cho em. 153 chị Hoa Diễm Phạm. Bản này của em ạ, cổ tròn dáng lửng đây, về các bác cài nút khuy cho em nha. Em này từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Đấy, em này sẽ có giá cho em tiên là 280k mã 605. 280k này, mã 605 cho em. Ngang nha, lấy chị cái da beo ở ngay đầu tiên. Đấy, cái da beo này mang đây. Không, cái lửng đấy em vừa cầm ra bé lắm. Đây em đeo một cái này cổ tròn nữa này. Chị có 55 cân em có nhá. Chị yêu đợi em tí em lên cho. Bản này của em rất là đẹp này. Các bác nhìn cho em điểm nhấn cổ tròn. Nó sẽ có 3 cái móc cài ở đây. Về các bác cài cho em. Em thích mặc khoác như thế này hơn. Bản này từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân nhá. Cái này khoác rất là xinh. 46, 48 này tối đa cho em tiên là 58 cân bản em đang mặc nha. Đấy, em này sẽ có giá cho em là 280k mã 711. 280k mã 711 cho em tiên nha. Ô, cái này đẹp nhỉ. Rồi em tí em tìm mấy màu đen cho. Có đấy, em lấy cho chị đi. Nhấc mấy cái đen ra. Bản này của em có bản màu đen dáng khoác này. Rồi ôi, cái này đẹp thế này á. Ô, cái này ở đâu ra mà không để ý này. Các bác ơi, cái này của em rất là đẹp nhá. Dáng khoác này, dáng lửng khoác cho em này. Chỗ này nó xếp ly này. Tay nhấn ly phồng cho em này. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Vừa lạ vừa độc ạ. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Nó là dáng khoác nhá. 46, 48 tối đa là 58 cân. 300k mã 197 cho em. Đấy, 300k này, mã 197 bản em đang mặc này. Eo này đẹp quá. 300k mã 197 nha các chị yêu. Bản này của em rất là đẹp ạ. Các bác để ý cho em bản này nhá, để em cài hết khuy vào cho các chị xem.
em cài mấy cái khuy tượng trưng nhá, mọi người về chịu khó về cài khuy cho em nha. Cái móng tay này của em thực sự với các chị làm nó rất là khó cài khuy, móng tay dài quá. Bạn này của em màu xanh bô. Các bác nhìn cho em nó nhấn eo này, các chị thấy không? Nhấn eo rất là xinh nhá. Bạn này của em từ 46-48, tối đa cho em tiên là 58 cân này. Cổ này, các chị nhìn cổ cho em này, khuy của nó nhá. Có đủ khuy về các bác cài cho em, chẳng qua là em lười cài thôi. Đấy, 46-48, tối đa cho em là 58 cân bản này. Em này có giá cho em tiên là 280k mã 167. Ủa? Cái này bảo bị lỗi mà chị không thấy nó ở đâu nhỉ? Mọi người ơi, cái này của em tiên là nó bị một cái lỗi nhỏ, nó bị một cái chấm chấm bẩn ở đâu ấy. Các bạn ý ghi ở đây là sale từ 350k còn 280k mã 167. Thì các chị chốt cho em tiên nhá, để em tìm xem nào. Không thấy cái vết ở đâu. Thấy lỗi ở đâu? Có khi nó bé quá không nhìn được ấy mọi người. Nhưng mà các bạn ý cứ cẩn thận, các bạn cứ báo với em như thế để cho để báo với mọi người. Thực sự là cái này rất là đẹp. Các chị cứ chốt cho em đi. Có thấy đâu nhở? Không hề có một vết bẩn nào luôn ý, thề thực sự. Chị đang không nhìn thấy cái vết bẩn của nó ở đâu cả. À, đây các chị ơi, nó bị một cái đường vết bẩn ở đây cho em này, các chị thấy không? Nó bị một cái đường bẩn ở chỗ này này. Mọi người thấy không? Đây này, chỗ đường này này. Đấy, thì về chịu khó các bác giặt lại cho em nhá. Mọi người chịu khó khắc phục cho em. Em sale cho các chị từ 350 còn 280 thôi. Vết này nó mờ, có nhìn mãi không ra mọi người ạ. Nhìn mãi mới thấy. Khổ ghê. Ngoài ra em còn một cái bản này nữa. Cái này của nhà em rất là đẹp. Cái này của em là một bản hàng hiệu nhưng mà nó bị lỗi, thế nên là em sẽ sale cho mọi người. Em ta cho các bác sale, các bác ta xem tang này. Cái này là một bản hàng hiệu Pháp cho em nhá. Nó bị lỗi thế nên là em sẽ sale rẻ cho mọi người. Đấy, nó bị một cái vết bẩn. Đây này. Nó bị một cái vết này cho em này, các bác nhìn thấy không? Về các chị tự xử lý lại cho em tiên nhá. Bản này của em sale từ 400 còn 250k cho mọi người. Đấy, nó rất là đẹp luôn, mọi người nhìn cổ cho em này. Về các chị tự cài khuy cho em nha. 46-48, tối đa cho em tiên là 58 cân. Đây, em là cái giấy này, em đánh dấu vết bẩn ở đây nhá. Em này sale còn 250k mã 805 cho em nhá. 250k mã 805. Cái này màu tím này, bác Đặng Lan Anh có thích tím nữa không? Cái này màu tím nhá, chị Đặng Lan Anh mà thích tím thì chốt cho em nốt cái này. Bạn này của em rất xinh ạ. 46-48, tối đa cho em tiên là 58 cân. Cái này cực kỳ lạ nhá. 46-48 này, tối đa cho em là 58 cân. Cổ bẻ hai ve nha, các chị nhìn này, cổ bẻ hai ve cho em. Em này sẽ có giá cho em tiên là 250k mã 303. Đấy, 250k mã 303 cho em tiên nha. Siêu xinh luôn. 250 mã 303 cho em bạn này. Ôi dồi ôi, cái này một bản hàng hiệu của em, nó còn nguyên tang mác cả bản thiết kế luôn đây này các bác này. 303 chị Hà chưa? Còn nguyên tang mác và bản thiết kế luôn. Hả? Cái gì? Không. Ôi cái này đẹp các chị ơi. Bạn này rất là đẹp nhá. Mọi người nhìn cho em cái cổ lạ lắm này, các bác nhìn cho em này. Cổ của nó nhấn ly này đẹp không? Đấy, cổ nhấn ly cho em rất là đẹp nha. Bên dưới này dáng Âu nha các chị yêu. Lên nốt bản này cho các chị ạ. Bản này xinh quá, cái này rất là lạ cho em. 46-48, tối đa cho em tiên là 58 cân nha. Eo xinh quá mọi người ơi, thôi chết rồi, cái này đẹp quá. Chị cũng thích cái này. 46-48, tối đa cho em là 58 cân này. Cái cổ nó đẹp dã man luôn mọi người nhìn này.
Đấy, em này sẽ có giá cho em là 350k mã 152. Đấy, 350k này, mã 152 cho em nha. Eo đẹp quá mọi người ạ. 350k mã 152 cho em. Cái này của em chất lai đần hiệu ạ. Bản này của em tiên chất lai đần hiệu. Ủa cái gì đấy? Chị nào chốt? Chị Viking ơi. 152 chị Viking ạ. Chị Viking ơi, em xin lỗi chị nhá. Cái bản này của em nó bị một cái vết ở đây ạ. Cái này nó bị một cái vết ở đây ạ. Mọi người thấy không? Em sẽ sale xuống nó mới là bao nhiêu? 350 à? Bản này nhá, nếu mà chị Viking vẫn chốt thì em sẽ sale cho chị còn 300k. Còn 300k nhá các bác nhìn cho em. À chị Viking nhìn cho em này. Nó bị cái vết này về. Xem nào, cái vết này nó nằm ở bên trong trong tay áo cho em nhá. À nó ở mặt trong ấy ạ. Đây này. Đấy, nếu mà chị yêu ưng, vẫn ưng thì chốt cho em. Và thì nhầm thì chị nhắn cho em chữ ok. Còn nếu không thì để em xin phép hủy mã này, em chốt cho bạn khác. À nhầm cho bác khác. Nó bị một cái vết bẩn này, em sale cho bác từ 350 còn 300 nha. Nếu mà chị lấy thì chị ok cho em bản này, cái này thực sự rất là đẹp. Nó bị đúng cái lỗi đó thôi ạ. Khó nhìn mà cũng khó nhìn lắm chị ạ, không nhìn thấy được đâu rồi này. Ok đấy, cứ chốt cho chị, sale còn 300. Nốt rồi. Bản này của em một bản chất lai lần hiệu này. Một bản chất lai lần hiệu rất là đẹp nha. Đấy, em này từ 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. 46, 48 này tối đa cho em là 58 cân bản này. Em này sẽ có mã là 868 cho em. Em xin lỗi, 300k mã 868. Đấy, 300k này, mã 868 bản em đang mặc ạ. Một bản chất lai lần hiệu này, cực kỳ mới luôn, mới kính con cho em luôn bản này. Eo ơi này các bác ơi, khuy sạc cừu nhá. Đấy, 46, 48 tối đa là 58 cân, 300k mã 868. Em lấy một bản màu hồng này. Bản màu hồng này cho em nha. 40, ồ cái này đẹp quá. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. Một bản màu hồng cho em, cái này đẹp quá. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này nhá chị yêu. Em này sẽ có giá cho em là 280k, à em xin lỗi, 250k mã 30. Đấy, 250k này, mã 30 bản em đang mặc nhá, cái này rất là xinh. 250k mã 30 cho em. Cái gì treo kia đấy, để em chạy ra em xem. Hình như còn cái bộ laser nữa. Em xem một bản soi peer à, soi print này. Một bản họ nhà soi cho em nha. Cái này hàng hiệu ạ, màu đen. Cái này hàng hiệu màu đen cho em nhá. Bản này rất là đẹp này. Chị yêu nào hỏi màu đen của em ăn đấy, em quên xứ mất ạ. Bây giờ em mới nhớ ra, trời ơi. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Một bản màu đen cho em. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân. Bản này một bản hàng hiệu nha mọi người. Em này sẽ có giá cho em là 350k mã 96 ạ. 350k mã 96 cho em. Các bác nhìn kỹ này, đứng gần hơi lóa nhưng các chị nhìn kỹ cho em họa tiết của nó này. À họa tiết không phải họa tiết mà kiểu dáng chứ. Đấy, 350k mã 96 bản này cho em. Một bản họ nhà soi nhá, một bản hàng hiệu soi cho em. Đấy, em lên tiếp bản màu rêu này. 96 chị Hoàng Phương. Cái này màu rêu cho em. Ủa cái này đẹp quá các bác ạ.
Cái này màu rêu nha các chị yêu ơi. Ôi cái này đẹp quá. Bản này cho em nhá, 46, 48, tối đa cho em tiên là 58 cân này. Eo đẹp chưa? Màu cực kỳ tây luôn mọi người ạ. 46, 48, tối đa cho em là 58 cân. Bản này dáng trùm mông cho em này. Eo đẹp chưa? Em này có giá cho em là 300k mã 88. Đấy, 300k mã 88, eo xinh quá. 300k này, mã 88 cho em tiên nha. Màu này siêu tây luôn. Màu ghi đây nhá mọi người nhá. Bạn này màu ghi cho em này, cái này rất là đẹp. Bạn này màu bạn này ghi cho em các bác nhìn này. Nó sẽ bện ở đây cho em nhá. Và gì nhở, cái này của em ạ, nó sẽ là xương cá này, họa tiết xương cá các bác nhìn không? Hiếm có những bản nào blazer mà họa tiết xương cá như thế này cho em, dáng sẽ rất là đẹp. Bản này của em tiên ạ, 46, 48, tối đa cho em tiên là 58 cân. Cái này đẹp quá. 46, 48, tối đa cho em là 58 cân bản này nha các chị yêu. Đây, gấu tay áo lơ vê này các chị thấy không? Em này sẽ có giá cho em tiên là 280k mã 195. Đẹp quá luôn mà có 280, trời ơi. 280k này mã 195 bản em đang mặc nhá. Màu ghi sáng cho em. Cái cổ này các chị có thể cài kín cao lên như thế này cho em cũng được. Đấy, chị yêu nào không thích thì bẻ ra như em tiên. Em lên tiếp bản này ạ. Cái này màu đen của em rồi ơi. Bạn định bác nào xả? Chị nào nhờ, chị ấy, chị xả của em. Thôi bây giờ em lên lại cho các chị yêu nào chốt cho em nhá. Cái này rất là đẹp. Một màu bản màu đen này mà bác ý xả mất của em ạ. Cái tay áo này các bác sắn lên cho em thành gấu lơ vê nhá. Sắn lên thành gấu lơ vê cho em này. Chỗ này phần này là lót lụa cho em này. Cái phần này, bèo này này. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Eo tay được điệu chưa? 46, 48 tối đa là 58 cân. 250k mã 164. 250k mã 164 cho em nhá. Xinh quá. 250k mã 164 ạ. Ơ mà kia tối on thế. Em lên một bản chất lai lần hiệu màu màu xanh bơ nhá, và nó bị bẩn ở tay này em thông báo cho các bác luôn. Em sẽ sale nhẹ nhàng cho các chị. Cái này đẹp quá. Cái này em xin thưa với các chị là rất là đẹp nhá. Nó mà không bẩn là nó sẽ có giá là 400 đấy mọi người ạ. Bản này của em thứ nhất là nó bị bẩn ạ. Thứ hai là nó bị ép kiện vỡ mất một cái khuy. Thì em sẽ bảo các bạn ý thay cho các chị một bộ khuy mới nha. Và nó bị bẩn ở đây này. Em lấy giấy em dán ở đây này. Nó bị bẩn nhá. Cái này là giấy dán đánh dấu bị bẩn ạ. Em bóc ra như này. Đây là nó bị bẩn đây này. Về các bác tự xử lý cho em nha. Em này của em sale từ 400 còn có 280 thôi. 280k mã 194. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này. 46, 48 tối đa cho em là 58 cân. Đấy, 280k mã 194 ạ. 280k mã 194 cho em tiên. Này đẹp nhở. Màu đẹp quá mọi người ạ. Hơi bị bẩn một tí thôi. Em đã điêu giá rất là nhẹ nhàng cho các chị rồi. Mọi người ơi, muốn lên cái gì đúng không? Em lên một bản kẻ này nhá. Cổ nó sẽ là cổ nhung cho em. Bản này của em rất là đẹp này. Các bác nhìn cổ này. Về các chị cài nốt khuy cho em nhá.
Cổ này, cái cổ nhung mày tháo rời được cho em tiên nha. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân. Đấy, đeo beo vào thì đẹp đúng không? Các bạn để cho em đeo beo cho các chị. Cứ lười lại thành đấy. 46, 48 tối đa cho em tiên là 58 cân bản này nha các chị yêu. Cái này rất là đẹp ạ, về cổ, cổ nhung có thể tháo rời nha. Em này sẽ có giá là 300k mã 136 cho em. Đấy, 300k mã 136 nha các chị yêu. Đấy, eo cái cổ nó sang nhất là ở cái cổ cho em. Nó có khuy bấm vào đây này, vì các bác bấm vào cho cái cổ nó đỡ bị vảnh ra, thấy không? Rất là tinh tế luôn, mọi người thấy chưa? Khuy cũng là khuy nhung cho em nhá. Về có một hàng khuy các bác cài hết vào cho em. Cái này đẹp quá. Mọi người ơi, có muốn ai lên gì nữa không ạ? Có ai muốn lên gì nữa không? Mọi người ơi, nếu như các bác không còn bình luận gì nữa mà không có yêu cầu gì nữa thì em tiên xin phép được kết thúc live ở đây nha các chị yêu. Và những chị yêu nào là khách mới có phát sinh đơn trong ca tối ngày hôm nay của em tiên thì bây giờ hiện tại là đã quá muộn rồi. Thế nên là sẽ không còn bạn nhân viên nào nữa để check đơn và để nhắn tin cho mọi người nữa. Thì khoảng vào ngày mai khoảng tầm từ 8 giờ đến 11 giờ trưa mai, các bạn nhân viên các bạn sẽ tổng hóa đơn này gửi cho những chị yêu nào, đặc biệt là những chị yêu khách mới này. Tổng hóa đơn thì mọi người vui lòng chuyển khoản 100% tất cả các mã mọi người đã chốt trong tối ngày hôm nay cho em tiên nha. Đó, còn bây giờ em tiên xin chúc tất cả các chị yêu của em ngủ ngon này. Bye bye, hẹn gặp các chị vào ngày mai nha.